Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 381, dùng một lần nghèo một lần. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, không dám ra tay. Bởi vì gã biết sự đáng sợ của 12 kim nhân này. Nếu gã không tự giảm cảnh giới, đương nhiên gã không sợ chút nào. Nhưng vấn đề là bây giờ gã đã tự giảm cảnh giới, mà 12 kim nhân trước mắt đều là thần hợp cảnh đỉnh cao, hơn nữa còn là cấp bậc thần hợp cảnh yêu nghiệt. Đánh một, thậm chí đánh ba, gã cũng không thành vấn đề. Nhưng đánh 12, hoàn toàn không có khả năng. Chưa kể cách đó không xa còn có Diệp Huyên, trước mắt phi kiếm của Diệp Huyên đối với gã vẫn có sức uy hiếp vô cùng lớn. Nhưng nếu lúc này thu tay, đương nhiên gã không cam lòng. Vì rõ ràng bây giờ Diệp Huyên đã bị thương, lúc này là thời cơ rất tốt để giết hắn. Nếu bỏ lỡ thời cơ này, một khi để Diệp Huyên bình phục, tới lúc đó mọi thứ sẽ trở nên rất khó giải quyết. Người đàn ông trung niên hơi suy tư, sau đó quát ra đây. Gã vừa dứt lời, lại có thêm hai cao thủ vạn pháp cảnh xuất hiện, nhưng sau đó hai người này lập tức đè ép cảnh giới của mình xuống thành thần hợp cảnh. Ba thần hợp cảnh đỉnh cao. Nên nói là ngụy vạn pháp cảnh. Lần này học viện Thương Mộc chỉ phái 4 người đến, thật ra đã coi như nhiều. Vì học viện Thương Mộc có tổng cộng 9 cao thủ vạn pháp cảnh, lần này phái đi 4 người coi như là bỏ hết vốn liếng. Sở dĩ không tới toàn bộ là vì họ không dám được ăn cả ngã về không. Và lại, họ cũng phải đề phòng các thế lực khác. Người đàn ông trung niên nhìn 12 kim nhân, trong mắt toàn vẻ nặng nề và kiêng dè. Bởi vì 12 kim nhân này thực sự rất mạnh, đặc biệt họ vẫn có sức uy hiếp đối với gã bây giờ. Nhưng lúc này, gã lại không muốn bỏ qua cơ hội Diệp Huyên đang bị thương này. Sau một hồi suy tư, người đàn ông trung niên trầm giọng quát, hai người các ngươi ngăn cản 12 kim nhân, để ta đối phó với Diệp Huyên. Nói xong, hai người bên cạnh gã xông lên. Khi họ lao ra, người đàn ông trung niên đang định ra tay, nhưng lúc này, hai người xông lên trước lập tức bị chấn văng ra ngoài mấy chục trượng. Người đàn ông trung niên ngây ra tại chỗ. Thua trong chớp mắt. Diệp Huyên tuét miệng cười, lại đây, tiếp tục đi chứ. Người đàn ông trung niên siết chặt tay phải, mà cách gã không xa, ông lão vạn pháp cảnh suýt bị Diệp Huyên giết chết trước đó đột nhiên lên tiếng, đánh giá thấp rồi, về bàn bạc kỹ hơn. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên chằm chằm một lúc, sau đó nói, rút lui. Nói xong, ba người lập tức khôi phục cảnh giới, sau đó quay người bỏ đi. Tự giảm cảnh giới. Sau khi Diệp Huyên cất 12 kim nhân, lông mày hắn nhíu chặt lại, hắn không ngờ học viện Thương Mộc lại chơi chiêu này. Vạn pháp cảnh tự giảm cảnh giới, khi nào đánh không lại thì lập tức khôi phục cảnh giới. Đây quả thực là chơi xấu. Hắn muốn giết đối phương nhất định phải nhanh, nhanh tới mức phải giết chết đối phương trước khi đối phương khôi phục cảnh giới. Nếu không thì một khi những người này khôi phục lại vạn pháp cảnh, kiếm của hắn không thể giết đối phương. Hắn cũng phát hiện ra giữa hắn và vạn pháp cảnh vẫn còn chênh lệch rất lớn. Dù có trang bị cũng không thể bù vào sự chênh lệch này. Diệp Huyên thu hồi 12 kim nhân, phút chốc vừa rồi đã tốn mất hơn 500.000 viên linh thạch cực phẩm của hắn, cũng may hắn tạm dừng kịp thời, nếu không phải tốn ít nhất 1 triệu viên linh thạch cực phẩm. Mặc dù 12 kim nhân này đủ mạnh, nhưng thật sự quá đốt tiền. Dùng một lần là hắn đau ví một lần. Vẫn còn nghèo. Diệp Huyên thở dài một hơi, đừng thấy hắn hiện có hơn 1 tỷ kim tệ và gần 2 triệu linh thạch cực phẩm mà nghĩ hắn giàu, thật ra hắn thực sự rất nghèo. Bởi vì hắn còn nợ Túy Tiên Lâu rất nhiều linh thạch cực phẩm, không chỉ thế, dùng kim nhân một lần sẽ nghèo thêm một lần. Kiếm tiền. Cố gắng kiếm tiền. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu rồi lấy đan kim sang ra ăn, sau đó hắn nhảy lên lưng ngựa hắc diễm. Chẳng mấy chốc hắn đã biến mất trong màn đêm u tối. Chương 382, chỉ một từ, xử. Trong bóng đêm, trên lưng ngựa hắc diễm, vẻ mặt Diệp Huyên có chút u ám, bởi vì hắn phát hiện ra một điều, bất kể hắn đi tới đâu, học viện Thương Mộc đều có thể tìm được vị trí chính xác của hắn. Nói cách khác, hành tung của hắn đang nằm trong tay học viện Thương Mộc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ luôn ở thế bị động. Sau một lúc trầm mặc, Diệp Huyên đột nhiên tăng tốc. Ngựa hắc diễm trông cực kỳ ngầu khi chạy trong đêm tối, bởi vì mặt đất phía sau nó sẽ bốc lên một ngọn lửa đen,
May là ngọn lửa này không lan ra, chỉ cháy một lúc rồi tự tắt. Một canh giờ sau, khi trời đã bừng sáng, Diệp Huyên đi vào một tòa thành cổ có tên là Kính Nguyên Thành. Sau khi vào thành, Diệp Huyên cũng không lập tức ra khỏi thành để tiến về Đế Đô Đại Vân như lúc trước mà là đi tới Túy Tiên Lâu trong thành. Người tiếp đón hắn là Lục Lâu Chủ của Túy Tiên Lâu. Trong phòng, Lục Lâu Chủ im lặng một lúc rồi nói, tiểu hữu muốn thoát khỏi sự theo dõi của Học viện Thương Mộc sẽ khó đấy. Diệp Huyên hỏi, vì sao? Lục Lâu Chủ trầm giọng đáp, nếu đoán không lầm, người theo dõi tiểu hữu hẳn là Học viện Thương Mộc hoặc là cao thủ vạn pháp cảnh của thế giới ngầm. Nói chính xác hơn thì chắc là thế giới ngầm, chỉ có cao thủ vạn pháp cảnh của thế giới ngầm mới có thể theo dõi tiểu hữu một cách thần không biết, quỷ không hay. Diệp Huyên lại hỏi, có cách nào xử lý họ không? Lục Lâu Chủ cười khổ, cao thủ dạng này, đặc biệt là những sát thủ của thế giới ngầm, bản thân họ đã am hiểu ẩn nấp và tốc độ. Nếu muốn giết họ, trừ phi là cao thủ ngự pháp cảnh ra tay, nếu không rất khó để diệt trừ họ một cách dễ dàng. Diệp Huyên nghĩ ngợi, sau đó nói, thế này thì sao, không cần diệt trừ họ, chỉ cần ngăn cản họ là được. Sau khi ngăn cản, ta sẽ giả trang đi tới Đế Đô Đại Vân. Lục Lâu Chủ nhìn Diệp Huyên, thứ cho ta nói thẳng, dù tiểu hữu có đến Đế Đô Đại Vân cũng sợ là khó có thể làm được gì, thậm chí có thể làm lớn chuyện này hơn. Không chỉ vậy, lúc đó bản thân ngươi có thể sẽ rơi vào nguy hiểm. Theo ông ta, Diệp Huyên làm vậy thật sự có chút không sáng suốt. Một người đấu với cả thế giới ngầm và Học viện Thương Mộc. Điều này hoàn toàn không có khả năng. Diệp Huyên cười nói, cho dù ta không đến Đế Đô Đại Vân, họ cũng sẽ ngừng nhằm vào ta à. Lục Lâu Chủ im lặng. Diệp Huyên lại nói, không đâu, họ sẽ tiếp tục nhằm vào ta, không chỉ nhằm vào ta, họ còn sẽ ra tay với những người bên cạnh ta. Thay vì chờ họ ra tay, ta sẽ chủ động tấn công, không chơi chết họ thì hù dọa thôi cũng được. Nếu không cứ một mực bị động chờ bị đánh thực sự rất bất ức. Lục Lâu Chủ nhìn Diệp Huyên, trong mắt ông ta có chút phức tạp, đây là người sói điển hình. Dù sắp chết cũng phải cắn đứt một miếng thịt của ngươi. Học viện Thương Mộc và thế giới ngầm cũng xui xẻo khi chọc phải loại người này. Lục Lâu Chủ suy nghĩ, sau đó nói, nếu vậy, ta sẽ phái người. Không, ta sẽ đích thân đi ngăn cản những sát thủ theo dõi ngươi của thế giới ngầm. Nhưng về phần ngươi có thể né tránh được sự theo dõi của họ hay không, việc này phải dựa vào bản thân ngươi. Diệp Huyên gật đầu, được thôi. Lục Lâu Chủ đang định nói, lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên vội vàng vào phòng, người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên và Lục Lâu Chủ rồi trầm giọng nói, bên ngoài đã bị bao vây. Lục Lâu Chủ cau mày, Học viện Thương Mộc. Người đàn ông trung niên gật đầu, Mộ Thanh Huyền yêu cầu chúng ta giao Diệp Quốc Sĩ ra, nếu không. Lúc này, Diệp Huyên bỗng lên tiếng, sợ cái quái gì? Chỉ một từ thôi, xử. Nói xong, hắn cầm lấy thanh kiếm trên bàn rồi đi ra ngoài cửa. Người đàn ông trung niên và Lục Lâu Chủ sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, Diệp Huyên lại quay lại, hắn ngồi xuống chỗ cũ, để kiếm lên bàn. Sau một lúc im lặng, hắn nhìn Lục Lâu Chủ và người đàn ông trung niên có cửa sau để chuồn đi không? Lục Lâu Chủ. Người đàn ông trung niên. Chương 383, tên kiếm tu này quá vô sỉ. Trong phòng, Lục Lâu Chủ nhìn người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên cười khổ, người đến là kỵ binh hắc diễm của Đế Quốc Đại Vân, có 50 người, ngoài ra trong bóng tối còn có vài hơi thở không rõ ràng, hẳn là sát thủ của thế giới ngầm. 50 kỵ binh hắc diễm. Nghe vậy, vẻ mặt Lục Lâu Chủ trở nên khá nặng nề. Trong vùng Thanh Châu, có thể nói kỵ binh hắc diễm là một sự tồn tại chỉ dưới vạn pháp cảnh. Đừng nói là ở Thanh Châu, ngay cả ở Trung Thổ Thần Châu, kỵ binh hắc diễm cũng không yếu, ít nhất không chênh lệch bao nhiêu so với đạo binh của Túy Tiên Lâu và Học viện Thương Mộc. 50 người. Giờ ông ta đã biết vì sao Diệp Huyên lại quay trở về. Vì dù với thực lực của Diệp Huyên cũng khó đánh lại 50 người. Những kỵ binh hắc diễm này không thể so với các kỵ binh bình thường khác. Mỗi một kỵ binh hắc diễm đều là nhân tài, bất kể là thực lực cá nhân hay trang bị trên người đều là cao cấp nhất, sức chiến đấu của họ hoàn toàn không phải kỵ binh bình thường có thể so sánh. Nếu Diệp Huyên đánh nhau với những kỵ binh này, chắc chắn hắn sẽ bị giữ chân, thậm chí sẽ bị dây dưa đến chết. Giờ phải làm sao,
Người đàn ông trung niên đột nhiên hỏi. Lục Lâu chủ nhìn sang Diệp Huyên nhún vai, trốn thôi. Nghe vậy, vẻ mặt của người đàn ông trung niên và Lục Lâu chủ lập tức trở nên khá kỳ quái. Diệp Huyên hơi khó hiểu, không thể trốn sao? Lục Lâu chủ cười khổ, có thể, đương nhiên có thể, chỉ là... Không phải cậu nên chiến đấu à? Trong ấn tượng của ông ta, Diệp Huyên thuộc loại người rất cương quyết. Diệp Huyên lắc đầu, người ta 50 đánh một mình ta đâu có ngu. Thật ra hắn không sợ kỵ binh hắc diễm, chủ yếu là mấy lão quái vật vạn pháp cảnh của học viện Thương Mộc. Nếu những người này xen lẫn trong kỵ binh hắc diễm, mà chắc chắn là sẽ xen lẫn trong đó, hắn cũng không sợ họ, quan trọng nhất là tại sao hắn phải ở đây liều chết với họ. Đánh thắng thì đánh, đánh không lại, chạy được thì nên chạy. Lục Lâu chủ đứng dậy, tiểu hữu, Túy Tiên Lâu ta có 6 con đường hầm nối thẳng đến những nơi khác nhau ngoài thành, đi theo ta. Đợi đã. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nhiên đứng lên, đợi ta một lát. Nói xong, hắn cầm lấy kiếm liên tú quay người đi ra ngoài cửa. Người đàn ông trung niên và Lục Lâu chủ nhìn nhau, cả hai đều khó hiểu. Bên ngoài Túy Tiên Lâu, Diệp Huyên cầm kiếm bước ra cửa, từng hàng kỵ binh hắc diễm đang trước mặt hắn không xa, có đúng 50 người. Những kỵ binh hắc diễm này xếp hàng ngay ngắn, trên người tỏa ra hơi thở giết chóc sắc bén. Nói một cách công bằng, đội kỵ binh hắc diễm này thực sự rất mạnh, nếu đánh giết trên chiến trường, một mình hắn thật sự chưa chắc thắng được 50 người trước mắt. Những người này mạnh hơn rất nhiều so với một số thiên tài trên bảng võ của Thanh Châu. Sau khi Diệp Huyên ra ngoài, ánh mắt của 50 kỵ binh lập tức tập trung vào hắn. Diệp Huyên cầm kiếm liên tú trong tay chỉ thẳng vào 50 kỵ binh hắc diễm, khi trời sáng, ta sẽ đấu một trận sống chết với các ngươi. Dứt lời, hắn quay người bước vào Túy Tiên Lâu. Bên ngoài lâu, nơi nào đó trong bóng tối, ám chủ ở bên cạnh Mộ Thanh Huyền trầm giọng nói, trời sáng. Mộ Thanh Huyền hờ hững nói, sát thủ của thế giới ngầm có ưu thế trong đêm tối. Mà hắn là thế yếu, đương nhiên hắn không muốn đánh nhau với chúng ta khi trời tối. Hắn muốn trời sáng thì cứ đợi trời sáng, cũng hợp ý ta. Trì hoãn. Thật ra mục đích của họ là trì hoãn, vì họ biết dù có 50 kỵ binh hắc diễm cũng khó có thể giết được Diệp Huyên. Nên biết rằng Diệp Huyên còn có 12 kim nhân. Do đó suy nghĩ của họ rất đơn giản, giữ chân Diệp Huyên, chờ viện binh đến. Ám chủ nghĩ ngợi rồi gật đầu, cũng được. Cả đám cứ đợi rồi lại đợi, khoảng 2 canh giờ sau thì cuối cùng trời cũng sáng. Mọi người nhìn về phía cửa chính của Túy Tiên Lâu, 50 kỵ binh bày thế trận chờ quân địch, ai cũng tỏ ra đề phòng vì họ biết mình sắp phải đối phó với người nào. Kiếm chủ. Kiếm chủ trẻ tuổi nhất địa giới Thanh Châu, hơn nữa trên người Diệp Huyên còn có 12 kim nhân có thể so sánh với thần hợp cảnh đỉnh cao. Không dám khinh thường. 50 kỵ binh hắc diễm nhìn chằm chằm vào cửa chính Túy Tiên Lâu, chỉ cần người đàn ông kia vừa xuất hiện, họ sẽ lập tức phát động công kích. Qua một hơi thở. Qua 10 hơi thở. 8 phút trôi qua. 15 phút trôi qua. Tại cửa Túy Tiên Lâu, người đàn ông kia vẫn chưa xuất hiện. Trong góc nào đó, Mộ Thanh Huyền nhíu chặt mày. Lại 15 phút trôi qua vẫn không ai xuất hiện. Mà vẻ mặt Mộ Thanh Huyền đã trở nên u ám. 15 phút sau, một ông lão xuất hiện ở cửa Túy Tiên Lâu. Lục Lâu chủ. Lục Lâu chủ vươn vai, sau đó nhìn Mộ Thanh Huyền ở trong góc cách đó không xa, cười nói, chào buổi sáng, Mộ viện trưởng. Mộ Thanh Huyền bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lục Lâu chủ, ông ta nhìn Lục Lâu chủ chằm chằm, hắn đâu? Hắn. Lục Lâu chủ khó hiểu, hắn nào? Mộ Thanh Huyền gần như thét gào, Diệp Huyên. Diệp Huyên. Lục Lâu chủ kinh ngạc nói, ông không biết sao. Hắn đã đi rồi. Một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên phóng ra từ trong cơ thể Mộ Thanh Huyền. Lục Lâu chủ ở trước mặt ông ta run rẩy, lập tức lùi về sau gần 10 trượng, mà mặt đất xung quanh Mộ Thanh Huyền đã trở thành một cái hố sâu. Mộ Thanh Huyền siết chặt hai tay, vẻ mặt dữ tợn có chút vằn vẹo. Đi. Dù có bị đánh chết ông ta cũng không ngờ Diệp Huyên lại chạy trốn. Chạy trốn. Đã nói trời sáng đấu một trận sống chết mà. Hắn mẹ nó vẫn là kiếm tu sao?
Kiếm tu mà sợ chết vậy ư? Kiếm tu mà nói không giữ lời vậy ư? Quá vô sỉ. Quá không giữ lời. Mộ Thanh Huyền tức muốn nổ phổi. Ở phía xa, Lục Lâu chủ cười nói, Mộ viện trưởng đừng tức giận, Diệp quốc sĩ có lời để lại cho ông, hắn nói hôm nay không khỏe nên quyết định để hôm khác đánh. Hắn đã chọn địa điểm rồi, là tại học viện thư mộc của ông mau trở về chờ hắn đi. Ha ha. Nói xong, ông ta xoay người đi mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 384, tất cả đều là người tốt. Lúc này, mặc dù Mộ Thanh Huyền vẫn siết chặt hai tay nhưng ông ta đã bình tĩnh lại. Bây giờ, ám chủ xuất hiện bên cạnh Mộ Thanh Huyền, hai canh giờ, lúc này sợ là hắn đã đến Tùy Âm Thành. Tùy Âm Thành. Mộ Thanh Huyền nheo mắt lại, Tùy Âm Thành rất gần với đế đô Đại Vân. Chỉ cần đi qua Tùy Âm Thành, sau đó qua tiếp hai tòa thành nhỏ, đi thêm một ngày là có thể đến đế đô Đại Vân. Một khi để Diệp Huyên tiến vào đế đô Đại Vân rồi đi đến học viện Thương Mộc. Mộ Thanh Huyền không dám nghĩ tiếp. Với tính cách của Diệp Huyên, một khi tiến vào đế đô Đại Vân, chắc chắn hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Mộ Thanh Huyền bỗng ngẩng đầu lên, đuổi theo, nhất định phải cản hắn lại để câu giờ cho viện binh Trung Thổ Thần Châu. Ám chủ gật đầu, quay người rời đi. Mộ Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn Túy Tiên Lâu cách đó không xa, gần giọng quát, Túy Tiên Lâu, các ông giúp đỡ hắn, sẽ có một ngày các ông phải hối hận. Nói xong, ông ta cũng xoay người đi. Trên gác lâu, Lục Lâu chủ cười khẽ, hối hận. Hối hận nhất nên là học viện Thương Mộc ông. Sau mười mấy hơi thở, 50 kỵ binh hắc diễm ra khỏi thành, nhanh chóng rời đi. Đuổi theo Diệp Huyên. Trên một vùng đồng bằng nọ, Diệp Huyên cưỡi ngựa hắc diễm phi nước đại, sau lưng hắn là một ngọn lửa đen thật dài. Trên lưng ngựa, Diệp Huyên âm thầm suy nghĩ. Với tốc độ của hắn bây giờ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 6, 7 ngày là có thể đến đế đô Đại Vân. Một khi đến đế đô Đại Vân, lúc đó chiến trường sẽ nằm ở học viện Thương Mộc. Đúng lúc này, Diệp Huyên chợt ngẩng đầu lên. Trước mặt hắn, 3 mũi tên màu đen bay tới như chớp giật với tốc độ cực nhanh. Khi hắn ngẩng đầu, nó đã đến trước mặt hắn. Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt ra. Vèo vèo. Hai tia kiếm quang bắn nhanh ra như điện từ trong mắt Diệp Huyên. Ầm. Trước mặt Diệp Huyên, 3 mũi tên kia lập tức vỡ nát. Mà lúc này, một thanh trường mâu từ xa bay đến, trường mâu ma sát với không khí tạo ra âm thanh cực kỳ chói tai. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay, kiếm liên tú bay vù ra khỏi lòng bàn tay hắn, chỉ trong chớp mắt, kiếm liên tú đã đâm thẳng vào mũi trường mâu. Mũi nhọn đấu với đao sắc. Keng. Trường mâu run lên dữ dội rồi bay ngược trở lại. Cách đó vài chục trượng, một bàn tay nắm chặt trường mâu. Đây là một cô gái để kiểu tóc bện thừng, trên mặt vẽ đầy vệt màu sặc sỡ, nàng ta đeo khoen mũi cực lớn, quần áo mặc trên người cũng cực kỳ lộ liễu, thân trên chỉ mặc một chiếc áo ống chất liệu da thú, thân dưới cũng chỉ có một chiếc váy ngắn da thú. Bên cạnh cô gái có tổng cộng 5 người đàn ông, 3 người trong đó đeo cung lớn, 2 người còn lại cầm trường mâu trong tay. Cả 5 người đều có khuôn mặt dữ tợn. Cô gái đứng phía trước 5 người quan sát Diệp Huyên, sau đó quay sang nhìn mấy người đàn ông bên cạnh, cười nói thiên tài đứng đầu Thanh Châu. Cũng không có gì đặc biệt nhỉ. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên cách đó không xa, đầu của các hạ, đội lính đánh thuê thú lang ta muốn. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất trên lưng ngựa hắc diễm, cùng lúc đó, một tia kiếm mang lặng lẽ bay tới trước mặt cô gái. Đồng tử cô gái bỗng co lại, giờ phút này trong mắt nàng ta tràn đầy sợ hãi. Một kiếm này khiến nàng ta cảm nhận được sự nguy hiểm chí mạng, vì khi nó đến trước mặt nàng ta, cảm giác đầu tiên của nàng ta đó là không cản được. Một kiếm này sẽ giết chết nàng ta. Nhưng hiển nhiên cô gái cũng không muốn nghển cổ chờ bị giết. Chân trái nàng ta bỗng giẫm mạnh xuống đất, trong tích tắc, một lực mạnh mẽ bao phủ quanh người nàng ta. Cùng lúc đó, tay phải nàng ta cầm trường mâu đâm về trước, khi đâm nhát này, cả khuôn mặt cô gái cũng bị biến dạng. Dồn hết sức đâm. Bởi vì nàng ta biết, nếu không cản được một kiếm này của Diệp Huyên, chắc chắn nàng ta sẽ chết. Trường mâu đâm ra, kiếm đến. Keng. Một tiếng kim loại đứt gãy giòn giã vang lên,
Ngay sau đó, một tia kiếm quang xuyên qua giữa hai đầu lông mày cô gái. Cơ thể cô gái cứng đờ tại chỗ, mà trước mặt nàng ta là Diệp Huyên. Cô gái nhìn Diệp Huyên, nhanh, quá. Dứt lời, giữa hai đầu lông mày nàng ta rách ra, máu phun ra ngoài, cô gái lập tức ngã xuống đất. Mà năm người đàn ông bên cạnh cô gái đã hoàn toàn sững sờ. Một giây giết chết. Cứ thế một giây giết chết. Trên mặt năm người tràn đầy khó tin. Lúc này, bảy thanh kiếm trong hộp đựng kiếm sau lưng Diệp Huyên đột nhiên bay ra. Vèo 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 vèo. Năm người còn lại chưa kịp phản ứng đã bị chém chết. Diệp Huyên dọn dẹp chiến trường, hắn thu hoạch được khá nhiều, kim tệ tổng cộng có khoảng 400 triệu, mà linh thạch cực phẩm lại có hơn 1 triệu. 1 triệu. Diệp Huyên có chút phấn khích, thứ hắn đang thiếu nhất bây giờ là linh thạch cực phẩm, vì có linh thạch cực phẩm mới có thể khởi động 12 kim nhân. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi là đây. Diệp Huyên thi lễ với mấy thi thể dưới đất, thành khẩn nói, người tốt, tất cả đều là người tốt. Hì hì. Lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau Diệp Huyên. Tiếng cười rất gần, chỉ cách khoảng mấy chục bước. Tay phải Diệp Huyên cầm kiếm liên tú, vẻ mặt nặng nề, vì hắn không phát hiện ra đối phương đã đi tới sau lưng mình. Là ai? Chương 385, ta thích kết bạn với người xuất sắc. Diệp Huyên xoay người. Một cô gái đứng trước mặt hắn, nàng ta khoảng 16-17 tuổi, mặc váy dài màu xanh nhạt, đang cười như không cười với hắn. Cô gái bước chậm về phía Diệp Huyên, vẻ mặt xanh mãnh tinh nghịch, đôi mắt long lanh, rất là đáng yêu. Cô gái cầm một cây búa đinh trong tay phải, không lớn, to bằng cánh tay của nàng ta. Lúc nhìn thấy cây búa đinh này, sắc mặt Diệp Huyên lại thay đổi lần nữa. Đây là linh khí bậc chân. Linh khí bậc chân. Cô gái này là ai? Lúc cô gái còn cách Diệp Huyên 5-6 bước, sắc mặt Diệp Huyên chợt thay đổi, hắn dậm chân một cái, lùi về sau mười mấy trượng, kéo xa khoảng cách với nàng ta. Cô gái hơi sừng sốt, sau đó thì nhếch miệng cười, đừng sợ, không đau đâu, đập một búa xuống đảm bảo sẽ vỡ đầu, trước khi chết không thấy đau. Dứt lời, nàng ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nhưng Diệp Huyên lại lùi về sau một lần nữa. Cô gái nhíu mày, đến đây, cho ta đập chết ngươi. Diệp Huyên hỏi, vì sao lại đập chết ta? Cô gái cười hì hì, đập chết ngươi sẽ có rất nhiều tiền. Nói xong, nàng ta vung búa về phía Diệp Huyên. Vào lúc cô gái ra tay, Diệp Huyên tiến lên một bước, đâm kiếm ra. Bịch. Diệp Huyên thoáng chốc lùi gần 20 trượng, trước mặt hắn là một cái khe dài khoảng 20 mấy trượng, xuất hiện do hai chân của hắn cọ xuống đất. Diệp Huyên cúi đầu nhìn tay phải của mình. Lúc này, cả cánh tay phải của hắn đang run rẩy dữ dội, không chỉ thế, kiếm liên tú trong tay cũng đang rung, chỗ mũi kiếm có vết rạn nứt. Mạnh quá! Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn cô gái cách đó không xa, nàng ta cũng quan sát hắn, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, chao ôi, tiểu kiếm tu, ngươi được đấy, đỡ một búa của thác bà tiểu yêu ta mà lại không chết. Nói xong, nàng ta giơ ngón tay cái với Diệp Huyên, rất tốt. Xuất sắc bằng 1/10 ta, đáng được khen ngợi. Diệp Huyên đen mặt lại, mẹ kiếp, ngươi đang khen ta hay tự khen mình vậy? Lúc này, cô gái tên Thác Bà Tiểu Yêu lại muốn ra tay, Diệp Huyên vội nói, đợi đã. Cô gái dừng lại, nàng ta chớp mắt, vung chùy sắt trong tay, làm gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta đánh không lại cô. Cô gái nói như lẽ đương nhiên, ngươi vốn dĩ đánh không lại ta mà, có vấn đề gì sao? Diệp Huyên. Cô gái vung búa đinh trong tay, lại muốn ra tay, Diệp Huyên vội nói, ta có vấn đề rất lớn. Cô gái cau mày, sao ngươi lắm chuyện thế? Không phải chỉ là chết thôi à? Sợ cái gì, chỉ là chuyện một búa mà thôi. Diệp Huyên cạn lời, dù gì người chết cũng đâu phải cô. Thấy cô gái hơi mất kiên nhẫn, Diệp Huyên đi tới trước mặt nàng ta, hắn bấm tay một cái, một tấm thẻ vàng xuất hiện trước mặt cô gái. Cô gái quan sát tấm thẻ vàng, sau đó, mắt nàng ta lập tức sáng rực lên, bên trong thẻ vàng có 500 triệu kim tệ. 500 triệu kim tệ. Cô gái cầm lấy, sau đó nhìn Diệp Huyên, cười híp mắt, cho ta sao? Diệp Huyên gật đầu, nghiêm túc nói, từ lần đầu tiên gặp mặt cô,
ta đã bị cô thu hút rồi. Cô gái chớp mắt, vì sao? Diệp Huyên nghiêm túc trả lời, xuất sắc, cô giống như đom đóm trong đêm tối vậy, đêm tối cũng không thể che đi ánh sáng của cô. Người quang minh chính đại không nói chuyện mập mờ, Diệp Huyên ta muốn làm bạn với cô. Ta thích kết bạn với người xuất sắc như thế. Cô gái quan sát Diệp Huyên, trong mắt đầy vẻ tán thưởng, ngươi có mắt nhìn đấy. Khóe môi Diệp Huyên giật giật, ông đây không có mắt. Lúc này, cô gái giơ thẻ vàng trong tay, 500 triệu kim tệ. Ngươi cứ thế cho ta sao? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, bạn bè nói chuyện tiền bạc với nhau thì dung tục quá. Cô đến từ Trung Thổ Thần Châu, có lẽ cần dùng tiền gấp, tiền này cô lấy trước để tiêu đi, nếu không đủ thì lại đến tìm ta, dù ta có bán máu cũng sẽ gom tiền cho cô. Cô gái đang định lên tiếng, đúng lúc này, một đám kỵ binh hắc diễm chạy vội tới từ sau lưng nàng ta. Diệp Huyên lập tức sa sầm mắt, hắn không ngờ những kỵ binh hắc diễm này lại đến nhanh như thế. Cô gái xoay người nhìn về phía những người đó, đây là... Diệp Huyên kéo cô gái ra sau lưng, nói với giọng điệu nặng nề, đây là kỵ binh học viện Thương Mộc mời đến, cô đi trước đi, ta đi sau, đừng quan tâm đến ta, thật, ta lo được. Nói xong, hắn cầm kiếm xông về phía đám kỵ binh. Cô gái phía sau hơi ngơ ngác. Phía xa, Diệp Huyên cầm kiếm tấn công những kỵ binh hắc diễm kia, kiếm thế trong kiếm của hắn ngày càng mạnh, dần dần, mỗi khi hắn tiến lên một bước, mặt đất dưới chân sẽ lập tức nứt ra. Diệp Huyên và kỵ binh hắc diễm ngày càng gần nhau, lúc hắn cách bọn họ khoảng một trượng, hắn đột nhiên tung người, hai tay cầm kiếm chém xuống. Một tia kiếm quang sáng rực lóe lên. Ầm. Một tên kỵ binh hắc diễm dẫn đầu bị chém bay ra ngoài mấy chục trượng, sau khi rơi xuống đất, gã ta cũng không thể đứng dậy nữa. Nhưng Diệp Huyên cũng bị đánh bay trong nháy mắt, không chỉ thế, chỗ vai trái của hắn còn xuất hiện một lỗ máu. Diệp Huyên vừa khéo ngã xuống trước mặt cô gái nhìn Diệp Huyên dưới đất, tốt bụng kéo hắn một cái, ngươi không sao chứ. Diệp Huyên vuốt ngực, sau đó lắc đầu, không sao. Chương 386, tuyệt đối không thể nhịn. Nói xong, hắn cầm kiếm xông về phía đám kỵ binh hắc diễm một lần nữa, gào thét có bản lĩnh thì nhằm vào ta đây, không được làm hại đến cô gái kia. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, cô gái nhìn thẻ vàng trong tay. Nhỏ giọng thở dài, quá xuất sắc cha, kiếp trước chắc chắn cha đã cứu vớt Thanh Thương Giới, nếu không sao có thể sinh ra một đứa con gái xuất sắc như con chứ. Lúc này, Diệp Huyên lại rơi xuống trước mặt cô gái. Diệp Huyên phun ra một ngụm máu tươi, hắn đứng lên, lúc này, kỵ binh hắc diễm phía xa đã xông đến, sau đó bao vây lấy hắn và cô gái. Diệp Huyên lau máu tươi trên khóe miệng, mặt không chút cảm xúc. Cô gái hơn ngạc nhiên quan sát những kỵ binh hắc diễm này. Lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trên đầu kỵ binh hắc diễm, người đến chính là Mộ Thanh Huyền. Mộ Thanh Huyền nhìn Diệp Huyên, trong mắt ông ta chứa đựng đề phòng và nghi hoặc. Ông ta hiểu rõ thực lực của Diệp Huyên, dù đánh không lại những kỵ binh hắc diễm này cũng sẽ không bị áp đảo như vậy chứ. Có bẫy. Bây giờ ông ta xem như hiểu rõ tính cách của Diệp Huyên rồi. Chắc chắn là một tên tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ còn nham hiểm nữa. Chắc chắn có bẫy. Mộ Thanh Huyền nhanh chóng chú ý đến cô gái nhỏ bên cạnh Diệp Huyên, cô gái nhìn ông ta một cái, các ngươi nhiều người như vậy đánh một mình người ta, không tử tế, cực kỳ không tử tế. Mộ Thanh Huyền lạnh lùng nói, liên quan gì đến ngươi? Cô gái ngây người, sau đó nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta mắng ta. Diệp Huyên gật đầu, ta nghe thấy rồi. Cô gái căm tức nhìn Mộ Thanh Huyền, bà nội ngươi. Dứt lời, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, sau đó nên mắng thế nào? Diệp Huyên đáp, ngực. Cô gái chớp mắt, sau đó nhìn về phía Mộ Thanh Huyền, ngực bà nội ngươi. Mộ Thanh Huyền đột nhiên nói, giết. Mấy kỵ binh hắc diễm lập tức muốn ra tay, đúng lúc này, cô gái đột nhiên xách búa đinh ra ngoài, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Một kỵ binh hắc diễm đứng gần chỗ Diệp Huyên đã bay thẳng ra ngoài. Trên không trung, áo giáp của kỵ binh hắc diễm này bắt đầu rạn nứt. Thấy cảnh này, khóe miệng Diệp Huyên không nhịn được giật giật. Trời ạ, đây là trang bị bậc minh đó. Cứ thế bị đập nát bằng một búa. Mộ Thanh Huyền cũng ngây người. Cái quỷ gì vậy? Cô gái vẫn không dừng tay,
trở tay đập thêm một búa. Cong! Trường thương của một kỵ binh hắc diễm ở bên cạnh nàng ta lập tức vỡ tan, sau đó, gã ta bay thẳng ra ngoài. Bị giết chết trong nháy mắt. Cô gái còn muốn ra tay, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên kéo lấy cánh tay nàng ta, đừng dùng quá sư xê, mấy vũ khí áo giáp kia trị giá mấy chục triệu kim tệ đấy. Mắt cô gái lập tức sáng lên, được mấy chục triệu hả? Diệp Huyên gật đầu, đều là bảo bối đấy. Cô gái quay đầu nhìn về phía những kỵ binh hắc diễm kia, lúc này, bọn chúng lại xông tới lần nữa. Nàng ta gõ một búa xuống đất. Ầm. Mặt đất trong vòng trăm trượng xung quanh đột nhiên rung lên dữ dối, sau đó, mười mấy kỵ binh hắc diễm trước mặt hai người lập tức bị sức mạnh kinh khủng này đánh bay ra ngoài, cùng lúc đó, nguồn sức mạnh này còn ép những kỵ binh hắc diễm khác dừng lại. Ngoài những kỵ binh bay ra ngoài, tất cả những kỵ binh khác đều dừng lại, mặt đất trong vòng trăm trượng xung quanh hoàn toàn nứt ra. Diệp Huyên lau mồ hôi lạnh trên trán, cô gái này mạnh quá. Đây chắc chắn là tồn tại thuộc 10 vị trí đầu trong bảng yêu nghiệt. Mộ Thanh Huyền trên không trung sửng sốt một lúc, sau đó, ông ta nhìn về phía cô gái, rốt cuộc ngươi là ai? Cô gái ngẩng đầu nhìn ông ta một cái, nàng ta nhẹ nhàng vén tóc mái trên trán, thác bạt tiểu yêu, cha ta nói, ta sinh ra là để cứu vớt thế giới. Mộ Thanh Huyền. Diệp Huyên đi tới bên cạnh thác bạt tiểu yêu, hắn kéo tay áo nàng ta, cẩn thận. Ông ta là cao thủ đỉnh cao vạn pháp cảnh đấy. Thác bạt tiểu yêu vung tay nhỏ, loại như ông ta, một cái tát của cha ta đã đủ giết chết 100 tên như ông ta rồi. Đương nhiên ta không phải một người dựa vào cha. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Mộ Thanh Huyền, chắc hẳn đại bá của ta cũng có thể giết chết 100 tên như ngươi chỉ với một cái tát, nếu ngươi muốn ra tay, để ta gọi đại bá ta đến. Diệp Huyên cạn lời. Cô không dựa vào cha, gọi đại bá của ngươi đến và gọi cha của ngươi đến có khác nhau sao? Sắc mặt của Mộ Thanh Huyền trên không trung vô cùng khó coi. Rõ ràng là cô gái này đến từ Trung Thổ Thần Châu, vì ở Thanh Châu này đã không còn người đáng sợ như vậy nữa rồi. Hơn nữa nghe lời cô gái nói, rất rõ ràng bối cảnh của nàng ta không đơn giản. Mộ Thanh Huyền trầm ngâm một lát, sau đó, vẻ mặt ông ta trở nên dịu dàng, tiểu cô nương, trước đó có đắc tội. Xin cô tha thử, học viện thương mộc ta không muốn trở mặt với cô, ta. Diệp Huyên đột nhiên kéo ống tay áo của thác bạt tiểu yêu, bảo ông ta đền tiền tổn thất tinh thần. Thác bạt tiểu yêu trước mắt, sau đó nàng ta nhìn về phía Mộ Thanh Huyền, đền tiền. Nói xong, nàng ta lại nhìn Diệp Huyên, đền bao nhiêu đây? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, cô xuất sắc như vậy mà khi nãy ông ta lại mắng cô, việc này không thể nhịn được. Tuyệt đối không thể nhịn được. Bảo ông ta đền 2 tỷ, nếu không cứ kêu đại bá của cô đến, gọi cha cô đến luôn. Chương 387, ngươi dựa vào cái gì mà mắng ta? Diệp Huyên. Mộ Thanh Huyền nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng Diệp Huyên đã chết từ lâu rồi. Diệp Huyên không nhìn thẳng vào Mộ Thanh Huyền, hắn nhìn về phía thác bạt tiểu yêu, cha của cô có từng mắng cô không? Thác bạt tiểu yêu lắc đầu. Diệp Huyên lại hỏi, đại bá của cô có từng mắng cô không? Thác bạt tiểu yêu lại lắc đầu. Diệp Huyên đột nhiên nổi giận chỉ vào Mộ Thanh Huyền trên không trung, phẫn nộ nói, vậy ông ta dựa vào cái gì mà mắng cô chứ? Nghe vậy, thác bạt tiểu yêu lập tức siết chặt tay trái, nàng ta ngẩng đầu nhìn Mộ Thanh Huyền trên không trung, vẻ mặt cực kỳ tức giận, ngươi dựa vào cái gì mà mắng ta? Diệp Huyên vội hùa theo. Tức giận chỉ vào Mộ Thanh Huyền, sao ông lại mắng một người xuất sắc như thế chứ? Nghe thấy lời của Diệp Huyên, thác bạt tiểu yêu càng tức giận hơn, lồng ngực nàng ta phập phồng, búa đinh trong tay rung lên dữ dội. Diệp Huyên còn muốn nói gì đó, lúc này, thác bạt tiểu yêu đột nhiên bật khóc. Khóc rồi. Diệp Huyên nuốt lại lời muốn nói. Có chuyện gì vậy? Mộ Thanh Huyền trên không trung cũng ngây người. Thác bạt tiểu yêu lau nước mắt, cực kỳ uất ức, đại bá ta, cha ta, ca ca ta, tam thúc ta đều chưa từng mắng ta, ông ta. Ông ta dựa vào cái gì mà mắng ta? Dựa vào cái gì chứ? Trong lòng Diệp Huyên đột nhiên dâng lên cảm giác tội lỗi, cô gái này thật sự thấy uất ức rồi. Lúc này, thác bạt tiểu yêu nhìn về phía Mộ Thanh Huyền, tức giận nói, 20 tỷ. Đền cho ta 20 tỷ, nếu không ta gọi đại bá đánh chết các ngươi.
Nói xong, nàng ta lấy một viên đá truyền âm ra. Mộ Thanh Huyền siết chặt hai tay, sắc mặt u ám. Uy hiếp. Đây là uy hiếp trắng trợn. 20 tỷ. Bán cả học viện thương mộc cũng không có nhiều như vậy. Dù có, ông ta cũng không đền. Mộ Thanh Huyền nhìn thoáng qua Diệp Huyên, chúng ta đi. Nói xong, người ông ta rung lên, lập tức biến mất không còn tăm ơi. Những kỵ binh hắc diễm còn sống sót cũng muốn đi, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, đừng để bọn họ đi, đánh chết bọn họ. Nói xong, hắn lập tức xông ra ngoài. Thác Bà Tiểu Yêu cũng cầm búa đi theo sau Diệp Huyên. Nhưng nàng ta không phải đuổi theo kỵ binh hắc diễm, mà là đuổi theo Mộ Thanh Huyền. Diệp Huyên vội kéo nàng ta lại, đó là vạn pháp cảnh đỉnh cao, tạm thời đánh không lại, đánh kẻ có thể đánh thắng trước đã. Nói xong, hắn chỉ vào đám kỵ binh hắc diễm ở xa xa, đánh đám người này, nhẹ tay một chút, tiền cả đấy. Thác Bà Tiểu Yêu gật đầu theo bản năng, sau đó cứ thế bị Diệp Huyên kéo xông lên. Diệp Huyên một mình đánh thắng 50 kỵ binh hắc diễm thì hơi khó, nhưng sau khi có thể Thác Bà Tiểu Yêu, đã không còn khó khăn nữa. Mà lúc này, Diệp Huyên cũng không giữ lại thực lực của mình nữa, vì những kỵ binh hắc diễm này thật sự không đơn giản, sơ suất một cái có thể sẽ lật thuyền. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên và Thác Bà Tiểu Yêu ngừng lại. Hai người ngồi dưới đất, sau lưng bọn họ là một đống thi thể, đều là những kỵ binh hắc diễm kia. Bọn họ đuổi giết một mạch, sau khi đuổi theo gần trăm dặm, cuối cùng cũng giết được 40 mấy kỵ binh hắc diễm. Hai người ngồi dưới đất, Thác Bà Tiểu Yêu dựa vào Diệp Huyên, nàng ta dùng búa đinh chỉ vào những kỵ binh hắc diễm ở cách đó không xa, hơi ngạc nhiên hỏi trị giá bao nhiêu tiền. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó đáp, rất nhiều rất nhiều. 40 bộ trang bị. Trong đó đa phần là trang bị bậc minh, có thể nói là một khoản tiền lớn. Nhưng khá tiếc mấy con ngựa hắc diễm kia, sau khi những kỵ binh bị giết chết, mấy con ngựa cũng chạy mất. Hắn và Thác Bà Tiểu Yêu hoàn toàn không ngăn lại được. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Diệp Huyên cất những trang bị của kỵ binh hắc diễm đi, sau đó hắn chia cho Thác Bà Tiểu Yêu 20 bộ, 20 bộ này là của cô có thể mang về Trung Thổ Thần Châu bán, cũng có thể đến Đế Đô bán với ta, tự cô quyết định. Đi Đế Đô, Thác Bà Tiểu Yêu gần như không cần suy nghĩ. Diệp Huyên nhếch miệng cười, đi Đế Đô. Nói xong, hắn gọi ngựa hắc diễm của mình ra, chúng ta đi cùng nhau. Thác Bà Tiểu Yêu cũng không nghĩ nhiều, nhảy thẳng lên ngựa hắc diễm, Diệp Huyên cũng ngồi sau lưng nàng ta, hai người nhanh chóng đi khuất. Sau khi Diệp Huyên và Thác Bà Tiểu Yêu rời đi, Mộ Thanh Huyền xuất hiện, nhìn thi thể đầy đất, sắc mặt ông ta bình tĩnh một cách lạ kỳ. Một lát sau, ông ta xoay người rời đi. Trên một vùng bình nguyên, Diệp Huyên chở Thác Bà Tiểu Yêu cưỡi ngựa hắc diễm lao nhanh. Đang ngồi trên lưng ngựa, Thác Bà Tiểu Yêu đột nhiên hỏi, kiếm tu, ta quên mất ngươi tên gì rồi. Ngươi tên gì vậy? Diệp Huyên. Ngươi là kiếm chủ à? Phải. Sao lại yếu thế? Diệp Huyên. Ta nói sai sao? Không có, thật ra không phải ta yếu, mà là cô quá mạnh, ở trước mặt cô, thiên tài yêu nghiệt gì đều là cặn bã hết. Kiếm tu, dù ngươi có hơi yếu, nhưng ngươi là một người thành thật, ta thích. Diệp Huyên. Lần này, Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm không phái người đến gây phiền phức nữa, vì thế hai người di chuyển rất thuận lợi, cũng cách Đế Đô ngày càng gần. Hoàng Cung Đế Quốc Đại Vân. Trong một hoa viên nào đó, một cô gái mặc váy dài màu đen dắt một bé trai mặc long bào chậm rãi đi trên đường nhỏ dài đá vụn. Bé trai đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô gái, tỷ, thái phó nói ta lớn rồi. Nên cầm quyền rồi. Cô gái dừng bước nhìn bé trai, để thấy sao? Bé trai im lặng. Cô gái cười nói, bản thân vẫn là rất muốn, đúng không? Bé trai cúi thấp đầu hơn. Cô gái nhẹ nhàng xoa đầu bé trai, không bao lâu nữa, thiên hạ giang sơn này đều là của đệ. Ta sẽ không tranh giành ngôi vị hoàng đế với đệ. Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có một cái lồng chim. Trong lồng chim là một con chim hoàng yến. Nhìn cái lồng chim đó, cô gái đột nhiên nở nụ cười, không có lồng chim này, chim sẽ được nhìn thấy bầu trời càng rộng lớn hơn. Chương 388, vâng, đại tỷ. Nói xong,
Nàng ta quay đầu nhìn sang một bên, truyền lệnh xuống, thái phó nói chuyện không suy nghĩ, chém đầu. Lý gia thông đồng với người ngoài mưu phản, chém, Cố gia mưu phản, chém, Khánh gia mưu phản, chém, Điền gia mưu phản, chém. Nàng ta nói một hơi hơn 20 thế gia, đều là hào môn thế gia trong đế quốc Đại Vân. Bé cha hoàn toàn bối rối. Vâng. Trong bóng tối có người đáp một tiếng, sau đó im lặng lùi xuống. Bé trai hơi ngạc nhiên nhìn cô gái cười nói, đừng ngạc nhiên, đều là một vài khối u ác tính, nên cắt bỏ từ lâu rồi. Vẫn còn hai khối u ác tính lớn nhất nữa, nhưng có lẽ cũng nhanh thôi. Nói xong, nàng ta buông tay bé trai ra, đi về phía xa. Bé trai không đi theo cùng, chỉ cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Cô gái chậm rãi bước đi, dừng lại trước một hồ nước, phía đối diện là Mộ Thanh Huyền. Mộ Thanh Huyền cúi chào cô gái, Liên cô nương. Cô gái cười nói, Mộ viện trưởng thất bại rồi sao? Mộ Thanh Huyền sa sầm mặt, sau đó lại cúi người, kính xin Liên cô nương giúp đỡ. Giúp đỡ? Cô gái cười lắc đầu, vì học viện thương mộc của ông, đế quốc Đại Vân ta đã tổn thất 150 kỵ binh hắc diễm, ngoài ra còn kêu gọi thế gia trong thành giúp đỡ nữa, nói thật ra đã giúp Mộ viện trưởng nhiều lắm rồi. Mộ Thanh Huyền nhìn cô gái trước mắt bằng ánh mắt hơi phức tạp, Liên cô nương, Mộ mỗ không phải kẻ ngốc, cô nhìn như đang giúp đỡ học viện thương mộc ta, nhưng thật ra là đang giúp đế quốc Đại Vân, đúng không? 50 kỵ binh hắc diễm bị giết mất 40 tên, mà đế quốc Đại Vân lại không có thái độ gì, chỉ với điều này, ông ta đã hiểu rõ rất nhiều chuyện. Làm yếu đi. Cô gái trước mắt đang mượn tay Diệp Huyên làm yếu đi sức ảnh hưởng của bọn họ ở đế quốc Đại Vân. Nụ cười trên mặt Liên Vạn Lý dần biến mất, Mộ viện trưởng, đế quốc Đại Vân ta tổn thất 150 kỵ binh hắc diễm vì học viện thương mộc ông mà ông còn nói thế, thật sự khiến ta thất vọng. Vẻ mặt Mộ Thanh Huyền thay đổi, một lát sau, ông ta miễn cưỡng gượng cười, phải phải, là Mộ mỗ nói sai. Lần này đến đây là muốn nhờ Liên cô nương giúp đỡ, chỉ cần Liên cô nương đóng cổng thành, phái đại quân đến canh gác bốn phía. Đồng thời mở trận pháp ra, Diệp Huyên kia hoàn toàn không thể đi vào tòa thành này được. Tại sao chứ? Liên Vạn Lý đột nhiên đi tới trước mặt Mộ Thanh Huyền, nàng ta nhìn thẳng vào Mộ Thanh Huyền, Diệp Huyên còn nhỏ tuổi đã lên được kiếm chủ, thiên tài thế này rất hiếm có ở Thanh Châu ta. Là người của Thanh Châu, chúng ta nên thấy vinh dự vì hắn, dù không thể làm bạn cũng không nên ra sức chèn ép. Nói xong, nàng ta lắc đầu thở dài, Mộ viện trưởng, xin khuyên một câu. Ác giả ác báo, phải làm nhiều việc thiện mới được đấy. Nói xong, nàng ta xoay người đi. Mộ Thanh Huyền đứng tại chỗ, sắc mặt khó coi như ăn phải phân. Làm nhiều việc thiện. Liên Vạn Lý cô từng làm việc thiện sao? Ai chẳng biết cô giết người không chớp mắt, giết hết gần như cả dòng họ của Hoàng thất Đại Vân chứ. Còn làm việc thiện. Mộ Thanh Huyền tức đến mức suýt phun máu, ông ta biết học viện thương mộc. Thế giới ngầm và những thế gia kia đều bị cô gái trước mắt gài bẫy rồi. Chúng bẫy to rồi. Lúc này, Liên Vạn Lý cách đó không xa đột nhiên dừng lại, nàng ta quay đầu cười, Mộ viện trưởng, tốt bụng nhắc nhở một điều, Diệp Huyên sắp đến rồi. Nói xong, nàng ta xoay người ngâm nga một bài hát không biết tên, đi xa. Mộ Thanh Huyền lạnh lùng nhìn Liên Vạn Lý, không nói thêm câu nào, xoay người rời đi. Vì nói gì cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Học viện thương mộc. Mộ Thanh Huyền đứng trước điện Hạo Nhiên, ông ta ngẩng đầu nhìn thanh kiếm trên đầu, nhìn suốt nửa canh giờ. Kiếm tiên. Mộ Thanh Huyền nở nụ cười tự giễu, một vị kiếm tiên, học viện thương mộc không đấu lại nổi. Lúc này, ông ta đột nhiên xoay người, sau lưng là tất cả học viên của học viện thương mộc cùng với đại đạo sư và trưởng lão. Mọi người nhìn Mộ Thanh Huyền, một học viên trong đó đột nhiên đứng dậy, Mộ viện trưởng, nếu Diệp Huyên đến học viện thương mộc ta, ta sẵn sàng xuất chiến đầu tiên. Ta muốn cho người đời biết học viện thương mộc không có kẻ nhát gan. Chúng ta bằng lòng xuất chiến. Vô số học viên đang có mặt cùng nhau la lên. Trong mắt Mộ Thanh Huyền hiện lên chút vui vẻ, học viện thương mộc ta thật sự rất nhiệt tình. Lúc này... Ám chủ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Mộ Thanh Huyền, Diệp Huyên đã đến ngoại thành rồi. Đến rồi. Xung quanh lập tức yên tĩnh. Bên ngoài đế đô của Đại Vân,
Diệp Huyên và Thác Bạt Tiểu Yêu cưỡi ngựa hắc diễm chậm rãi đi tới chỗ cổng thành cách đó không xa. Tiểu Yêu, sao cô có thể giỏi như vậy thế, có thể dạy cho ta không? Không dạy được, ta là trời sinh rồi. Hầy, ta cũng muốn xuất sắc như cô, tiếc là cả đời này cũng không thể làm được. Thật ra, ngươi cũng không tệ lắm, ngươi có thể nhìn ra Thác Bạt Tiểu Yêu ta xuất sắc từ cái nhìn đầu tiên đã vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng không đơn giản rồi. Đúng rồi Tiểu Yêu, hay sau này cô gọi ta là đại ca đi, ta bảo vệ cô, ai bắt nạt cô, ta sẽ đánh kẻ đó. Không không, ngươi gọi ta đại tỷ, sau này ta bảo vệ ngươi, ai bắt nạt ngươi ta sẽ giúp ngươi đánh kẻ đó. Vâng, đại tỷ. Thác Bạt Tiểu Yêu. Chương 389, huynh nhớ muội. Đại tỷ. Thác Bạt Tiểu Yêu ngẩn ra, hình như là đang lôi kéo. Lúc này Diệp Huyên cười nói, ta nói thật với cô, lần này ta tới đế đô để đánh nhau. Nói tới đây, hắn nhảy xuống khỏi lưng ngựa hắc diễm, ngẩng đầu lên nhìn Thác Bạt Tiểu Yêu, ta rất vui khi quen biết cô, nhưng đây là việc giữa ta và học viện thương mộc cùng thế giới ngầm, không nên để cô dính vào, không phải rồi, thật ngại quá đi. Nói xong hắn quay người đi về phía cửa thành. Làm người phải biết đạo nghĩa. Nếu như không có ranh giới cuối cùng thì không phải là con người nữa rồi. Kiếm tu. Đúng lúc này, giọng nói của Thác Bạt Tiểu Yêu vang lên từ sau lưng Diệp Huyên. Diệp Huyên dừng bước, quay người nhìn Thác Bạt Tiểu Yêu, Thác Bạt Tiểu Yêu cười hì hì một tiếng, cho dù ngươi rất láu cá nhưng con người lại không tệ, Thác Bạt Tiểu Yêu ta đồng ý kết bạn với ngươi. Diệp Huyên nhếch miệng cười một tiếng, Diệp Huyên, người Khương Quốc Thanh Châu, viện trưởng học viện Thương Lan. Khóe miệng Thác Bạt Tiểu Yêu hơi cong lên, Thác Bạt Tiểu Yêu, thiên tài số 1 của nhà Thác Bạt ở Trung Thổ Thần Châu, đứng thứ 9 bảng yêu nghiệt, tương lai ta muốn cứu vớt thế giới. Diệp Huyên cười lớn một tiếng, Tiểu Yêu, muốn cứu vớt thế giới thì cô phải cố gắng hơn nữa. Thác Bạt Tiểu Yêu nghiêm túc gật đầu, ta biết. Lúc này Diệp Huyên đã đi tới trước cửa thành, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở đó. Vạn pháp cảnh. Người đàn ông trung niên kia nhìn Diệp Huyên, không nói gì cả, chỉ là hơi thở của hắn ta càng lúc càng yếu. Rất nhanh, người đàn ông trung niên đó đã ép cảnh giới từ vạn pháp cảnh xuống thần hợp cảnh. Người đàn ông trung niên kia đi tới trước, khi còn cách Diệp Huyên không xa, hắn ta định nói gì thì Diệp Huyên đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại thì đã xuất hiện ở trước mặt người đàn ông trung niên kia, cùng lúc đó, 12 kim nhân xuất hiện xung quanh đối phương. 12 kim nhân cùng ra tay, cùng lúc đó, có một sợi kiếm quang chém ra. Sau 3 hơi thở, 12 kim nhân lui ra sau lưng Diệp Huyên, trước mặt Diệp Huyên thì có thêm một cái đầu đẫm máu, đó chính là đầu của người đàn ông trung niên kia, hiện giờ hai mắt hắn ta mở lớn, chết không nhắm mắt được. Khi nãy hắn ta không có cả cơ hội để ra tay, phải nói là hắn ta còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị đập phát chết luôn. 12 kim nhân cộng thêm Diệp Huyên. Giết chết một tên thần hợp cảnh chỉ trong chớp mắt là điều rất hiển nhiên. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn cửa thành, học viện thương mộc, ta tới đây. Nói xong, hắn rảo bước đi tới, biến mất ở cách đó không xa. Ngoài cửa thành, Thác Bạt Tiểu Yêu nhìn con ngựa hắc diễm ở dưới người, sau đó nàng ta vội vàng ngẩng đầu lên nhìn cửa thành gần đó, kiếm tu, ngựa của ngươi. Diệp Huyên vào thành. Tin tức này nhanh chóng lan truyền ra khắp đế đô Đại Vân. Rất nhanh sau đó đã có vô số người tập trung dưới chân núi Học viện Thương Mộc. Học viện Thương Mộc. Đây là một thế lực có lịch sử cả nghìn năm ở Thanh Châu, cũng là một trong ba thế lực bá chủ siêu cấp ở Thanh Châu hiện giờ. Trước đó Học viện Thương Mộc chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến cả Thanh Châu chấn động. Câu nói đó tuy có phần khuếch đại nhưng cũng đủ để chứng minh sức ảnh hưởng của Học viện Thương Mộc trong khu vực Thanh Châu. Mà hiện giờ một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi đi tới đế đô Đại Vân, đây không phải là chuyện quan trọng nhất chính là thiếu niên này tuyên bố muốn chơi chết học viện thương mộc. Chơi chết học viện thương mộc. Cho dù là đế quốc Đại Vân cũng không dám tùy tiện nói ra câu này. Lúc này đã có rất đông người tập trung dưới chân núi học viện thương mộc, bọn họ từ khắp các nơi trong đế đô chạy đến. Tất cả mọi người đều muốn xem thiếu niên tới từ Khương quốc này làm như nào để chơi chết học viện thương mộc. Học viện thương mộc rất lớn, dưới chân núi có một quảng trường rộng, lúc này đã có chừng hơn 100.000 người tập trung ở trên quảng trường, hạng người gì cũng có.
Chờ. Tất cả mọi người đang chờ Diệp Huyên xuất hiện. Trên con đường nào đó trong đế đô, Diệp Huyên đi tới một quán mì ở ven đường, ngồi xuống, ông chủ, cho hai bát mì, thêm hai quả trứng. Có ngay. Ông chủ quán mì đáp lại, sau đó thuần thục cầm một nắm mì ném vào trong nồi nước sôi. Không lâu sau, hai bát mì nóng hổi được đặt trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên lại ngẩn người ra. Hai bát. Diệp Huyên đang định hỏi ông chủ quán mì nhưng không biết hắn sực nhớ tới chuyện gì đó, lời vừa lên tới miệng thì đã bị hắn nuốt ngược vào. Diệp Huyên im lặng hồi lâu, một lúc sau hắn thì thầm, Liên Nhi, huynh nhớ muội. Nói xong, hắn đẩy một bát mì tới phía đối diện, sau đó bắt đầu ăn bát mì của mình. Muội muội. Người quan trọng nhất của cuộc đời hắn, hắn mãi mãi nhớ kỹ một việc. Năm đó khi muội muội mới 8 tuổi, muội muội đứng trước một quán mì suốt nửa canh giờ, muội muội thèm ăn mì nhưng khi đó hắn không có một đồng nào cả. Bất đắc dĩ. Đau lòng. Từ sau khoảnh khắc đó, hắn đã thề với lòng mình là nhất định phải cố gắng để muội muội có được một cuộc sống tốt. Trung thổ Thần Châu. Trên một con phố nào đó, một cô bé và một người phụ nữ xinh đẹp chậm rãi đi dạo trên đường phố, người đi đường xung quanh đều phải nhìn về phía đó. Cô bé này quá đặc biệt. Cô bé chỉ chừng 13-14 tuổi, mặc một bộ váy liền áo như được chế tạo từ băng, không chỉ là quần áo, ngay cả mái tóc của cô bé cũng như một khối băng vậy, từ đầu đến chân tỏa ra hơi lạnh, dù đứng cách 10 trượng cũng có thể cảm nhận được. Trừ đó ra, mỗi lần cô bé đặt chân xuống thì mặt đất lập tức bị đóng băng. Cô bé này là ai vậy? Kỳ lạ ghê. Ngươi không biết nàng hả? Bắc Hàn Thánh Nữ, hiện giờ đứng thứ 12 trên bảng yêu nghiệt. Đó là 5 ngày trước, hiện giờ nàng đã đứng thứ 8 trên bảng yêu nghiệt rồi. Trời ơi, nàng mới bao nhiêu tuổi chứ? Yêu nghiệt nhỏ tuổi nhất Trung Thổ Thần Châu. Chương 390, bản vương đưa ngươi đi bay. Cuối con đường, cô bé đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía một quán mì ở cách đó không xa. Cô bé đi vào trong quán, ngồi xuống một cái ghế, vừa ngồi xuống đã khiến cái ghế kia lập tức đóng băng. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía cô bé và người phụ nữ xinh đẹp kia. Cô bé bình tĩnh nói, hai bát mì, hai quả trứng gà. Ông chủ còn đang ngơ ngác. Người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh cô bé lạnh lùng nhìn ông chủ run lên, sau đó vội vàng đáp, vâng vâng, tới ngay đây. Cô bé lấy một chiếc nhẫn bằng băng ra, ngón tay ấn nhẹ lên trên, chiếc nhẫn run lên, sau đó năm thanh kiếm xuất hiện trên mặt bàn. Khi nhìn thấy năm chuôi kiếm này, tất cả mọi người xung quanh đều ngây ra như phỗng. Kiếm bậc chân. Năm chuôi kiếm bậc chân. Sau khi nhìn năm chuôi kiếm bậc chân này một lúc, cô bé quay đầu lại nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, ta nhất định phải chiếm được chuôi kiếm bậc thiên đó. Người phụ nữ xinh đẹp kia do dự trong giây lát, sau đó hỏi, thánh nữ, ngài không phải là kiếm tu, vì sao thích thu thập kiếm như vậy? Cô bé đáp lời, bởi vì ca ca của ta là kiếm tu, số kiếm này ta sẽ tặng huynh ấy. Người phụ nữ xinh đẹp kia nhìn cô bé, không nói gì cả. Tiểu nữ hài thu hồi kiếm, lại hỏi, ca ca ta ở Thanh Châu vẫn ổn chứ? Mỹ phụ gật đầu, rất tốt. Cô bé gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì đó, cô bé lạnh lùng nói, học viện thương mộc có còn bắt nạt huynh ấy không? Người phụ nữ xinh đẹp kia lắc đầu, không hề, tóm lại mọi chuyện đều tốt đẹp, nếu như có việc gì thì chúng ta sẽ bẩm báo với thánh nữ. Việc cấp bách của thánh nữ hiện giờ chính là mau chóng hàng phục thánh vật trong cơ thể, đạt tới vạn pháp cảnh, xông lên 5 vị trí đầu trên bảng yêu nghiệt. Cô bé gật đầu, ta sẽ cố gắng, tương lai ta phải bảo vệ huynh ấy. Người phụ nữ xinh đẹp kia nhìn cô bé, không nói gì cả. Lúc này tiểu nhị bê hai bát mì lên, sau khi đặt trên mặt bàn thì tiểu nhị vội vàng chạy trốn, bởi vì quá lạnh rồi. Ở trên mặt bàn, hai bát mì nóng hổi lập tức bị đóng băng. Cô bé nhìn hai bát mì hồi lâu, sau đó đột nhiên nói nhỏ, muội nhớ huynh nhiều lắm. Cô bé vĩnh viễn không quên một việc, một buổi tối năm đó, ca ca bê một bát mì nóng hổi trở về, trong bát mì còn có một quả trứng gà nữa. Khi đó cô bé sung sướng phát điên, bởi vì cô bé chưa từng được ăn mì, cô bé rất muốn được ăn một bát mì. Cô bé gọi ca ca tới ăn chung, ca ca bảo mình ăn no rồi.
Cô bé tin. Đêm hôm đó, Kaka ngồi yên một chỗ nhìn cô bé ăn, mỗi khi cô bé nhìn về phía Kaka, Kaka sẽ nhếch miệng cười một tiếng. Năm đó, Kaka 12 tuổi, mẫu thân vừa rời đi. Đến nay cô bé vẫn không biết năm đó Kaka làm cách nào để có được bát mì đó, mỗi lần cô bé hỏi thì Kaka chỉ nhếch miệng cười một tiếng mà thôi. Thanh Châu, đế đô Đại Vân. Diệp Huyên đã ăn sắp xong bát mì rồi. Lúc này một cô gái đột nhiên ngồi xuống đối diện Diệp Huyên. Diệp Huyên dừng tay, nhìn cô gái ở trước mặt, cô gái này mặc một chiếc váy đen bó sát người, trên váy vẽ một con chim phượng màu đen đang giương cánh bay lên cao. Cô gái cười nói, không ngại chứ. Diệp Huyên lắc đầu, tiếp tục cúi đầu ăn mì. Cô gái ăn một miếng mì, sau đó nhìn Diệp Huyên, ta tự giới thiệu qua về bản thân mình, ta tên Liên Vạn Lý, chính ta tự đổi sang cái tên này, có dễ nghe không? Kháo Sơn Vương. Diệp Huyên dừng lại, đương nhiên là hắn từng nghe qua cái tên này, có ai ở Đại Vân Cảnh không biết tên Kháo Sơn Vương của đế quốc Đại Vân chứ? Cô gái bê bát lên uống một ngụm nước dùng, lắc đầu, hơi nhạt. Có chuyện gì à? Diệp Huyên hỏi. Cô gái cười nói, không có việc gì cả, chỉ tới đây để thăm ngươi thôi. Nói xong, nàng ta đứng dậy, sau đó đánh giá Diệp Huyên, thực lực tạm được, bề ngoài cũng khá đẹp trai, như này nhé, theo ta lăn lộn được không? Bản vương đưa ngươi đi bay. Diệp Huyên đặt đũa xuống, người quang minh chính đại thì không nói chuyện mờ ám. Có phải là cô đã thích ta rồi không? Liên Vạn Lý ngẩn ra. Diệp Huyên nói, xin lỗi, ta đã thích người khác rồi. Liên Vạn Lý nghiêm mặt nói, ngự y trong hoàng cung của ta rất được, ngươi có muốn khám một lần không? Diệp Huyên. Liên Vạn Lý đi tới bên cạnh Diệp Huyên, nhẹ nhàng vỗ bả vai Diệp Huyên, hiện giờ theo bản vương về cung để ngự y khám cho ngươi, có lẽ còn cứu được đó. Nói xong. Nàng ta đi về nơi xa. Trong quán mì, Diệp Huyên im lặng một hồi, sau đó tiếp tục ăn. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyên rời đi. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên đã đi tới Học viện Thương Mộc. Lúc này Học viện Thương Mộc đã đông nghìn nghịt, con đường bốn phía đã bị vây chặt như nêm cối. Diệp Huyên cạn lời, những người này tới để xem trò vui à? Nhường đường chút. Diệp Huyên lách người đi tới trước, nhường đường chút, cho đi nhờ nào. Lúc này, một thanh niên trước mặt Diệp Huyên bất ngờ quay đầu lại, tức giận nhìn Diệp Huyên, chen cái gì mà chen, không muốn sống nữa à? Diệp Huyên ôm quyền, cho ta đi nhờ chút, ta có việc. Thanh niên kia tức giận nói, có việc, ta thì không có việc à? Ngươi có biết ngày hôm nay em rể của ta sẽ tới đây, một mình đấu cả Học viện Thương Mộc không? Diệp Huyên ngẩn ra. Sau đó hỏi, em rể ngươi là? Thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, Diệp Huyên, đã nghe qua chưa, ta nói cho ngươi biết, hắn là em rể của ta. Muội muội của ta đã mang thai con của hắn, đã 8 tháng rồi đó. Diệp Huyên, chương 391, có dám đánh một trận không? 8 tháng. Sắc mặt Diệp Huyên đen lại, cái quỷ gì vậy hả? Đổ vỏ sao? Xung quanh càng ngày càng nhiều người hơn. Muốn chen vào cùng rất khó. Diệp Huyên đứng giữa đám đông cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Ban đầu hắn muốn khiêm tốn, nhưng hiện giờ không thể không nhảy lên cao, bay trên không trung. Trên không trung, hắn chỉ một cái, một thanh kiếm xuất hiện ở dưới chân hắn. Cứ như vậy, hắn ngự kiếm chậm rãi đi về phía xa. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Diệp Huyên. Trên không trung. Diệp Huyên đứng trên thân kiếm, hai tay chắp ở sau lưng, sắc mặt lạnh lùng, gió thổi áo bay phần phật, tiêu sái vô cùng. Hắn là Diệp Huyên. Có người đột nhiên hô lên. Diệp Huyên. Ngay lập tức, đám đông xôi trào. Diệp Huyên. Kiếm chủ trẻ tuổi nhất Thanh Châu hiện giờ, cũng có thể nói Diệp Huyên chính là kẻ yêu nghiệt nhất ở Thanh Châu lúc này. Phong thái của kiếm tu. Rất nhiều người tới đây ngoài vì muốn xem kịch vui ra thì cũng muốn nhìn thấy phong thái của một kiếm tu. Dù sao ở Thanh Châu tương đối hiếm kiếm tu lợi hại. Trong đám đông, một thanh niên nhìn Diệp Huyên ở trên không trung, mặt ngẩn ra, em rể. Trên không trung, tốc độ ngự kiếm của Diệp Huyên rất chậm, không phải là hắn muốn vậy mà chủ yếu là hắn không thể ngự kiếm nhanh được. Hắn vẫn chưa nắm giữ được thuật ngự kiếm phi hành,
thật ra làm như hắn hiện giờ thì không thể coi là ngự kiếm phi hành được. Người khác thì không hề nghĩ như vậy, trong suy nghĩ của mọi người thì đều cho rằng hắn đang ngự kiếm phi hành với tốc độ chậm. Rất nhanh, dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Huyên ngự kiếm tới một tảng đá lớn dưới chân núi học viện Thương Mộc. Tay phải hắn ngoắc một cái, thanh kiếm dưới chân lập tức hóa thành một luồng kiếm quang, dùng một tư thế xinh đẹp bay tới trước mặt hắn. Chiêu này khiến đám người ở đó sôi trào cả lên. Quá đẹp đi! Trên tảng đá lớn, Diệp Huyên quay người, trường kiếm chỉ xéo xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn học viện Thương Mộc ở trên núi, học viện Thương Mộc, có ai dám đứng ra đánh một trận không? Có ai dám đứng ra đánh một trận không? Không gian xung quanh hoàn toàn yên lặng, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía học viện Thương Mộc, thế lực siêu cấp ở Thanh Châu này sẽ ứng đối như nào? Mọi người không phải chờ quá lâu, rất nhanh sau đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, cách Diệp Huyên không xa. Mộ Thanh Huyền. Viện trưởng học viện Thương Mộc. Mộ Thanh Huyền nhìn Diệp Huyên. Đang định nói gì thì đúng lúc này Diệp Huyên cầm kiếm chỉ thẳng vào Mộ Thanh Huyền, đừng nói nhảm bất cứ câu nào cả, ông đây tới nơi này là để giết người chứ không phải để nghe ông làm nhảm đâu. Nói xong, hắn rút kiếm phóng thẳng về phía học viện Thương Mộc ở trên núi. Ở bên dưới, vô số người đều cảm thấy ngạc nhiên. Cứng rắn vậy sao? Sắc mặt Mộ Thanh Huyền âm trầm tới cực hạn. Từ khi học viện Thương Mộc thành lập cho tới giờ chưa từng bị ai đối xử như vậy. Mộ Thanh Huyền đột nhiên quay người, gầm lớn, Diệp Huyên. Vừa dứt lời, hơi thở trên người ông ta cùng lúc càng yếu, chỉ trong thời gian ngắn đã hạ xuống thần hợp cảnh. Tự hạ cảnh giới. Tất cả những người có mặt đều ngẩn ra. Mộ Thanh Huyền muốn đích thân ra trận rồi. Ở nơi xa, Diệp Huyên ngừng lại, hắn không ngờ rằng Mộ Thanh Huyền lại định tự mình ra tay. Ở nơi này... Nếu như Mộ Thanh Huyền cưỡng ép đè cảnh giới xuống vậy mang đồng nghĩa với việc đây sẽ là một trận đấu sinh tử thật sự. Bởi vì Mộ Thanh Huyền tuyệt đối không dám khôi phục lại vạn pháp cảnh khi đang đánh nhau. Nếu như Mộ Thanh Huyền làm như vậy, danh tiếng nghìn năm của học viện Thương Mộc sẽ bị hủy hoại ngay lập tức. Mộ Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, không phải là ngươi muốn đánh nhau sao? Ta đánh với ngươi. Vừa dứt lời, thân hình ông ta đột nhiên biến mất. Một âm thanh chói tai, sắc bén vang vọng trong không gian. Ngay sau đó, một cú đấm đánh thẳng vào mặt Diệp Huyên, nắm đấm ẩn chứa lực lượng cương mãnh bá đạo vô song, dường như có thể phá hủy tất cả mọi thứ vậy. Diệp Huyên không nghênh đón chính diện cú đấm này mà nghiêng người tránh né cú đấm đáng sợ này. Cùng lúc đó, hắn xoay tay, kiếm trong tay chém ngang một cái, nhắm thẳng vào phần bụng của Mộ Thanh Huyền. Đáng tiếc kiếm còn chưa đánh vào bụng của Mộ Thanh Huyền thì đã bị một bàn tay nắm chặt lấy. Tay trái của Mộ Thanh Huyền. Năm ngón tay của ông ta nắm chặt lấy kiếm của Diệp Huyên, kiếm của Diệp Huyên như bị dính chặt lấy, không thể động đậy được chút gì. Ngay sau đó, tay trái của Mộ Thanh Huyền trượt về phía trước, đấm vào phần bụng của Diệp Huyên. Ầm. Diệp Huyên lập tức lùi về phía sau 20 trượng. Xung quanh lập tức rơi vào tĩnh lặng. Sau khi đánh lui được Diệp Huyên, Mộ Thanh Huyền không ra tay tiếp. Ông ta cúi đầu nhìn cánh tay mình, ở nơi đó có một vết kiếm mờ. Vào thời khắc cuối cùng, khi cú đấm của ông ta đánh bay Diệp Huyên thì kiếm của Diệp Huyên cũng chém lên trên cánh tay của ông ta. Có thể nói lần giao chiến này, ông ta chỉ chiếm được chút ưu thế mà thôi. Mộ Thanh Huyền ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyên ở cách đó không xa, trong mắt hiện rõ thái độ nghiêm túc. Lần giao chiến khi nãy khiến ông ta hiểu được một điều. Trong thế hệ trẻ tuổi của học viện Thương Mộc đã không còn bất kỳ ai chống lại được Diệp Huyên nữa rồi. Phải nói là trong khu vực Thanh Châu, đã có rất ít người trong thế hệ trẻ tuổi có thể chống lại Diệp Huyên. Chương 392, khôi phục lại vạn pháp cảnh đi. Ở nơi xa, Diệp Huyên xoa bụng mình, hiện giờ hắn cũng cảm thấy khá kinh ngạc. Bởi vì khi nãy trong thời khắc mấu chốt hắn sử dụng kiếm ý thiện niệm để bảo vệ những bộ phận quan trọng ở bụng mình. Vốn hắn chỉ mong triệt tiêu một phần lực lượng của Mộ Thanh Huyền nhưng hắn lại phát hiện ra nếu tập trung kiếm ý vào một chỗ, sau khi kiếm ý thiện niệm ngưng tu lại thì giống như một lớp áo giáp, hơn nữa lớp áo giáp này còn hiệu quả hơn cả giáp đại địa trước đây. Khi nãy chịu một đấm của Mộ Thanh Huyền nhưng hắn không hề bị thương, chỉ bị chấn động mà thôi. Phát hiện này khiến Diệp Huyên vô cùng mừng rỡ, hóa ra kiếm ý thiện niệm còn có tác dụng như vậy, hoặc có thể nói tác dụng của kiếm ý thiện niệm chính là bảo vệ.
bởi vì hắn phát hiện ra lực sát thương của kiếm ý thiện niệm chẳng ra sao cả, ngược lại thì nó có hiệu quả bảo vệ rất mạnh mẽ. Mau đánh đi. Giữa đám đông, chẳng biết có ai đó đột nhiên hô lên. Mọi người. Mộ Thanh Huyền nhìn Diệp Huyên, đến đây, để ta xem ngươi yêu nghiệt tới mức nào. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên bay tới một bên cạnh một tảng đá khổng lồ cao tới mấy trượng ở cách ông ta hơn một trượng. Ông ta quét chân đá lên tảng đá khổng lồ kia đi, tảng đá lập tức bay thẳng về phía Diệp Huyên ở gần đó. Mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, bước nhanh về phía trước một bước, đâm kiếm tới. Chỉ là một kiếm đơn giản. Vù. Tảng đá lớn lập tức bị chia làm hai, nhưng kiếm của Diệp Huyên cũng bị cản lại, bởi vì có hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm của hắn. Sau khi kẹp lấy kiếm của Diệp Huyên, Mộ Thanh Huyền đang định ra tay thì đúng lúc này, một thanh phi kiếm bất ngờ từ trong cơ thể Diệp Huyên bay ra ngoài. Đồng tử Mộ Thanh Huyền co lại, tay phải vung lên đánh ra một chỉ. Rầm. Một thanh phi kiếm bị đánh bay, nhưng lại có một thanh phi kiếm chém tới. Mũi chân Mộ Thanh Huyền đạp nhẹ lên mặt đất, thân thể tung bay về phía sau, nhưng thanh phi kiếm kia vẫn ở trước mặt ông ta, đồng thời chỉ cách giữa trán ông ta vài tấc. Hiện giờ ông ta đã cảm nhận rõ được kiếm mang ở trên phi kiếm của Diệp Huyên. Sắc bén vô cùng. Đầu Mộ Thanh Huyền đột nhiên nghiêng sang một bên, tránh né thanh phi kiếm này, nhưng ngay sau đó, lại có thêm một thanh phi kiếm xuất hiện trước mặt ông ta. Mộ Thanh Huyền lập tức lui về phía sau hơn một trượng, nhưng rất nhanh sau đó, ông ta lại phóng về phía trước, tung ra một cú đấm. Rầm. Ông ta tung ra một cú đấm. Lực lượng mạnh mẽ ở bên trong ngăn cản bảy thanh phi kiếm ở trước mặt ông ta. Thế nhưng ông ta cũng không thể đánh lui bảy thanh phi kiếm này. Đúng lúc này, Diệp Huyên đang ngự kiếm ở phía xa đột nhiên như một làn gió phóng thẳng về phía Diệp Huyên, hắn cầm kiếm liên tú, bên trong kiếm mang theo một luồng kiếm thế đang điên cuồng tăng lên. Tụ thế. Khi Diệp Huyên còn cách Mộ Thanh Huyền hơn một trượng, kiếm thế ẩn chứa bên trong kiếm liên tú trong tay Diệp Huyên đã vượt xa thế của một cường giả thần hợp cảnh có được. Khi thấy cảnh này, ánh mắt Mộ Thanh Huyền trở nên nghiêm túc hơn nữa. Có thể nói là ánh mắt ông ta biến từ nghiêm túc trở thành kiêng dè. Đúng lúc này, Diệp Huyên bất ngờ nhảy lên, ngay sau đó, hai tay cầm kiếm của hắn ta đột nhiên chém thẳng về phía đỉnh đầu Mộ Thanh Huyền. Nhất kiếm định sinh tử. Khi Diệp Huyên chém một kiếm kia xuống, kiếm thế lập tức tăng vọt gấp mấy lần. Hiện giờ trong một kiếm này đã ẩn chứa thế sánh với vạn pháp cảnh. Diệp Huyên chưa đạt tới vạn pháp cảnh, nhưng một kiếm này đã đạt tới vạn pháp cảnh. Ở phía dưới, ánh mắt Mộ Thanh Huyền lộ ra vẻ dữ tợn. Chân phải ông ta đạp về sau một cái, tay chắp trước ngực, hơi thở trên người ông ta lập tức tăng vọt, nhưng cũng không hề khôi phục lại vạn pháp cảnh, ông ta đang thi triển một loại võ kỹ mạnh mẽ. Khi kiếm của Diệp Huyên còn cách đầu Mộ Thanh Huyền chừng 10 tấc, chân phải Mộ Thanh Huyền đột nhiên đạp mạnh xuống mặt đất, hai tay chắp trước ngực, đẩy lên phía trên cao, hư không tịch diệt. Vừa dứt lời, đỉnh đầu Mộ Thanh Huyền xuất hiện một vùng đen kịt, kiếm quang từ trên kiếm của Diệp Huyên tỏa ra lập tức biến mất không chút dấu vết nào. Không chỉ như vậy, vùng đen kịt kia không ngừng lan tràn ra về phía Diệp Huyên, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt Diệp Huyên đã bị cắn nuốt. Xung quanh yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn vào nơi đó, Diệp Huyên chết rồi hay sao? Một hơi thở sau. Ầm. Trong vùng đen nhánh kia, một luồng khí trắng vô cùng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra. Kiếm ý thiện niệm. Luồng kiếm ý thiện niệm này bắt đầu cắn nuốt khu vực đen nhánh kia, cùng lúc đó, một sợi kiếm quang ở trong khu vực khí máu trắng này chém xuống. Rầm. Dưới ánh mắt của vô số người, thân thể Mộ Thanh Huyền bị chấn bay ra ngoài trăm trượng, khi va vào vách núi đá thì ông ta mới dừng lại được, vách núi đá sau lưng ông ta chấn động, nứt vỡ. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía bên phải, vùng không gian đen nhánh trước đó đã khôi phục lại bình thường. Ở nơi đó, có một thanh niên cầm trường kiếm, quanh người thanh niên đó tỏa ra một làn sương mù màu trắng. Kiếm ý thực chất. Diệp Huyên. Sắc mặt vô số người có mặt ở đó đều hiện vẻ khinh thường, Diệp Huyên thắng sao? Diệp Huyên cầm kiếm liên tú đi về phía Mộ Thanh Huyền ở xa xa, lúc này máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng của Mộ Thanh Huyền, ở quanh người ông ta có không dưới 10 vết kiếm, mỗi một vết kiếm đều rất sâu,
tổn thương vào bên trong. Bị thương nặng. Mộ Thanh Huyền lau máu tươi ở khóe miệng, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, kiếm ký bá đạo quá, kiếm ý ngưng tụ thành thực chất, kiếm ý của ngươi là gì? Diệp Huyên đi tới trước mặt Mộ Thanh Huyền, khi còn cách ông ta vài trượng thì dừng lại, hắn chỉ kiếm vào Mộ Thanh Huyền, khôi phục lại vạn pháp cảnh đi. Khôi phục lại vạn pháp cảnh đi. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngẩn ra, Diệp Huyên muốn làm gì vậy? Tìm đường chết hay sao? Phải biết hiện giờ Diệp Huyên mới là thông u cảnh thôi. Mộ Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên nói tiếp, yên tâm đi, người đời sẽ không nói học viện thương mộc của ông lấy lớn hiếp nhỏ, cũng không nói Mộ Thanh Huyền ông tham sống sợ chết, càng không nói học viện thương mộc các ông không cần thể diện, chắc hẳn cũng không ảnh hưởng tới danh tiếng ngàn năm của học viện thương mộc các ông đâu. Đến đây nào, đừng băn khoăn gì cả, mau khôi phục về vạn pháp cảnh đi. Mọi người. Chương 393, xấu hổ. Khôi phục lại vạn pháp cảnh. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía Mộ Dung Huyền. Mộ Thanh Huyền có khôi phục lại vạn pháp cảnh không? Dưới vách núi đá, Mộ Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, khóe miệng ông ta vẫn không ngừng chảy máu tươi. Khi ông ta định nói gì thì Diệp Huyên bất ngờ rút kiếm xông thẳng về phía ông ta. Tốc độ của Diệp Huyên rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã phóng tới trước mặt ông ta, sau đó kiếm trong tay chỉ thẳng vào giữa trán. Rất nhanh, nhanh như thời gian vậy. Đồng tử Mộ Thanh Huyền co lại, hai tay ông ta đột nhiên hợp lại ở phía trước mặt. Ầm. Hai bàn tay Mộ Thanh Huyền ngăn cản kiếm liên tú của Diệp Huyên, nhưng mặt đất dưới chân ông ta lập tức nứt toác ra, cùng lúc đó, một thanh phi kiếm đột nhiên từ một bên khác chém tới, tốc độ nhanh như điện vậy. Sắc mặt Mộ Thanh Huyền thay đổi, hai tay tách ra, sau đó ép thẳng về phía trước, một luồng sức mạnh to lớn từ hai bàn tay ông ta bắn ra bên ngoài. Ầm. Chuôi phi kiếm của Diệp Huyên bị luồng sức mạnh này ngăn cản. Lúc này Diệp Huyên xông tới, chém một kiếm xuống. Hai mắt Mộ Thanh Huyền nhắm chặt lại, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, hiện giờ ông ta đã không thể lui về sau nữa rồi, bởi vì sau lưng ông ta là vách núi. Không còn đường lui. Thân thể Mộ Thanh Huyền nửa ngồi, mặt đất vốn đỡ nổ tung dưới chân ông ta lại bị nổ tung. Chỉ trong thoáng chốc, thân thể ông ta đột nhiên bật vọt lên. Một đấm nghênh đón kiếm của Diệp Huyên. Khi nắm đấm còn cách kiếm của Diệp Huyên chừng 10 tấc, nắm đấm của ông ta bất ngờ xoay tròn. Bù. Tiếng không khí nổ tung bất ngờ vang lên. Đúng lúc này, kiếm của Diệp Huyên chém xuống. Ầm. Nắm đấm của Mộ Thanh Huyền ngăn chặn một kiếm này của Diệp Huyên, nhưng hai chân ông ta lại trở về tư thế nửa ngồi. Không chỉ như vậy, vách núi sau lưng ông ta bắt đầu rạn nứt. Đồng thời nhanh chóng lan ra những khu vực xung quanh. Không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, vô số trưởng lão và học viên của học viện thương mộc nhìn chằm chằm vào bên dưới vách núi đá, không dám thở mạnh. Trên không trung, hai tay Diệp Huyên cầm kiếm đột nhiên ép xuống bên dưới. Kiếm liên tú phá vỡ quyền mang trên nắm tay Mộ Thanh Huyền, thanh kiếm đâm thẳng xuống. Phụt. Toàn bộ cánh tay phải của Diệp Huyên bị thương. Nhưng tay trái của Mộ Thanh Huyền lại nắm chặt, tung một cú đấm vào phần bụng của Diệp Huyên. Ầm. Thân thể Diệp Huyên bay một vòng trên không trung, sau đó đập xuống dưới đất, mặt đất lập tức bị nổ tung. Nhưng ngay sau đó hắn lại đứng lên, lau máu tươi ở khóe miệng, rồi hắn bấm tay bắn về phía trước. Bù. Một thanh phi kiếm bay tới, nhắm thẳng vào Mộ Thanh Huyền ở xa xa. Mộ Thanh Huyền vội vàng xông về trước. Tay trái tung ra một cú đấm. Rầm. Phi kiếm lập tức bị đánh bay, nhưng sau thanh phi kiếm này là 6 luồng kiếm quang. Đồng tử Mộ Thanh Huyền co lại thành hình cây kim, ông ta chỉ vào giữa trán mình một cái, chỉ trong nháy mắt, một luồng hơi thở mạnh mẽ từ trong cơ thể ông ta tỏa ra ngoài. Luồng hơi thở này sánh ngang vạn pháp cảnh nhưng lại không phải là vạn pháp cảnh. Cho dù là ông ta khi ở thần hợp cảnh cũng không thể phát huy ra thực lực của vạn pháp cảnh được. Dưới ánh mắt tập trung quan sát của mọi người, Mộ Thanh Huyền bước tới trước một bước, đánh ra một chỉ, không gian ở đầu ngón tay ông ta trở nên hư ảo, 6 thanh kiếm của Diệp Huyên bị chặn đứng lại, không thể nào tiến thêm được một tấc. Chỉ là cơ thể Mộ Thanh Huyền cũng run lên liên hồi. Lúc này, Diệp Huyên ở nơi xa nhẹ nhàng ngoắc tay, 6 thanh kiếm hóa thành 6 luồng kiếm quang bay trở về hộp kiếm ở sau lưng hắn. Yên lặng trong nháy mắt.
Ong. Một tiếng kiếm ngân vang vọng trong không gian, ngay sau đó, bảy luồng kiếm quang từ phía sau lưng Diệp Huyên phóng thẳng lên trên trời. Diệp Huyên bước tới trước một bước, tay phải chỉ về phía Mộ Thanh Huyền, bảy thanh kiếm ở trên không trung bắn thẳng về phía ông ta, tốc độ nhanh như chớp. Ở bên dưới, Mộ Thanh Huyền ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt ông ta hiện lên vẻ điên cuồng. Đã tới mức này rồi, ông ta đã không còn đường lui nữa, chỉ còn cách liều chết chiến đấu một phen. Kiếm còn chưa chém xuống, chân phải của Mộ Thanh Huyền đột nhiên đạp mạnh, thân thể bay thẳng lên trời, nghênh đón bảy thanh kiếm. Trên không trung, ông ta vỗ một chưởng, hư không nơi chân trời lập tức trở nên hư ảo. Một chưởng này gần sánh ngang với vạn pháp cảnh. Có thể nói nó và một kiếm trước đó của Diệp Huyên đã đạt tới cực hạn của thần hợp cảnh. Ầm. Trên không trung, bảy thanh kiếm bị một luồng sức mạnh to lớn ép ngừng lại, kiếm mang trên thân kiếm cũng tan thành mây khói. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên rút kiếm ra, xông tới chém một cái. Ầm. Thân thể Mộ Thanh Huyền bị bay ra ngoài, Diệp Huyên định tiếp tục ra tay thì có vô số người ngăn cản ở trước mặt hắn. Các trưởng lão và đạo sư lẫn vô số học viên của học viện Thương Mộc bao vây kín Diệp Huyên lại. Khi thấy cảnh này, tiếng than thở liên tục vang lên từ trong đám đông xung quanh. Đơn đấu. Diệp Huyên và Mộ Thanh Huyền đơn đấu với nhau, hơn nữa Mộ Thanh Huyền còn cao hơn Diệp Huyên một cấp, dưới tình hình này vậy mà học viện Thương Mộc định lấy nhiều đánh một. Xấu hổ. Vô cùng xấu hổ. Sắc mặt những vị trưởng lão và đạo sư của học viện Thương Mộc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chương 394, vẫn muốn giết thì giờ phải làm sao? Ở cách đó không xa, Diệp Huyên lắc đầu thở dài, các ngươi muốn làm gì vậy hả? Nói xong, hắn nhìn về phía Mộ Thanh Huyền ở cách đó không xa, Mộ viện trưởng, nếu như ông không đánh lại được thì cứ nói thẳng, ta sẽ không giết ông đâu. Đừng cho nhiều người bao vây ta lại như vậy chứ. Phụt. Mộ Thanh Huyền phun ra một ngụm máu, ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, trong ánh mắt ngoài vẻ thù hằn ra thì còn mang theo vô vàn cảm xúc khác. Đến giờ phút này ông ta mới biết được sự kinh khủng của Diệp Huyên. Phải biết hiện giờ Diệp Huyên mới chỉ là thông u cảnh. Nếu như Diệp Huyên đạt tới thần hợp cảnh, vậy khi đó Diệp Huyên đã không hề thua kém gì vạn pháp cảnh rồi. Quá mức yêu nghiệt. Ở nơi xa, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, Mộ viện trưởng, rốt cục là đơn đấu hay là chơi hội đồng vậy, ông nói một câu đi nào. Đơn đấu. Có một giọng nói vang lên từ giữa đám đông. Đơn đấu. Rất nhanh sau đó, càng ngày càng có nhiều người hô lên. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía mọi người, tay trái hắn nhẹ nhàng ép xuống bên dưới, mọi người lập tức yên lặng. Diệp Huyên cười nói, xin tự giới thiệu qua về bản thân, Diệp Huyên, viện trưởng học viện Thương Lan, được mọi người gọi là người đẹp trai nhất Khương Quốc. Nghe vậy, vô số người không kìm được, cười phá lên. Diệp Huyên cầm kiếm chỉ vào đám học viên của học viện Thương Mộc, có ai của học viện Thương Mộc dám bước ra đánh một trận không? Diệp Huyên. Một tên học viên của học viện Thương Mộc đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ngươi. Bù. Tiếng xé gió vang lên, tên học viên này lập tức câm miệng lại, bởi vì chẳng biết từ khi nào đã có một thanh kiếm đâm vào yếu hầu hắn ta. Không gian xung quanh lập tức yên tĩnh. Diệp Huyên ngoắc nhẹ một cái. Thanh kiếm cắm ở yết hầu tên học viên kia lập tức bay trở về trước mặt hắn. Hắn lấy một chiếc khăn lụa màu trắng ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên thân kiếm, ông đây tới để giết người chứ không phải để tâm sự với ngươi. Nói xong, hắn chỉ vào đám học viên của học viện Thương Mộc ở gần đó tiếp theo. Đám học viên của học viện Thương Mộc nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, sắc mặt xanh xám, nhưng không có bất kỳ ai dám ra tay. Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu, cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía Mộ Thanh Huyền ở gần đó, Mộ viện trưởng, chẳng phải học viện Thương Mộc của ông tìm trăm phương ngàn kế để giết ta sao? Hiện giờ ta đang đứng trước mặt rồi, sao người của ông lại đứng yên một chỗ vậy hả? Diệp Huyên. Một tên học viên đột nhiên đứng dậy, tức giận nhìn Diệp Huyên, ngươi chớ có khinh người quá đáng, học viện Thương Mộc ta. Lúc này, tay phải Diệp Huyên cầm kiếm hất lên về phía bên phải. Phụt. Cách đó vài chục trượng, đầu tên học viên học viện Thương Mộc kia lập tức bay ra ngoài. Máu tươi phun ra thành cột. Lòng bàn tay Diệp Huyên mở ra,
kiếm Liên Tú bay trở về trong lòng bàn tay hắn, hắn cầm kiếm quét ngang, chỉ vào đám học viên học viện Thương Mộc đang tức giận tới cực điểm kia, khinh người quá đáng. Hôm nay ông đây muốn khinh người quá đáng đó. Ông đây không thích nói nhảm với các ngươi, tới đây, toàn bộ những ai dưới vạn pháp cảnh của học viện Thương Mộc cùng xông lên đi. Hôm nay ông đây một mình đánh tất cả các ngươi. Lời này vừa vang lên, tất cả mọi người đều xôn xao. Phải biết hiện giờ học viện Thương Mộc có hơn 1.000 học viên đó. Một người đấu 1.000. Diệp Huyên điên rồi hay sao? Đám học viên học viện Thương Mộc nghe Diệp Huyên nói như vậy, tức giận tím bầm mặt, lúc này sao chúng còn có thể nhẫn nhịn được? Rất nhanh sau đó, từng tên học viên xông thẳng về phía Diệp Huyên. Khóe miệng Diệp Huyên nhếch lên cười một tiếng, ở sau lưng hắn, hộp kiếm chấn động, ngay sau đó 7 thanh kiếm bay vọt ra ngoài, lập tức có 7 tên học viên học viện Thương Mộc bị 7 thanh kiếm này xuyên qua ngực, ngã thẳng xuống đất. Dừng tay. Giọng nói của Mộ Thanh Huyền đột nhiên vang lên, những học viên của học viện Thương Mộc vội vàng dừng lại, nhưng Diệp Huyên không hề dừng, hắn cầm kiếm xông thẳng về phía đám học viên của học viện Thương Mộc kia, những nơi hắn đi qua, từng tên học viên của học viện Thương Mộc ầm ầm ngã xuống đất. Làm càn. Mộ Thanh Huyền đột nhiên gầm lên, ngay sau đó, thân thể ông ta biến mất khỏi chỗ cũ, khi xuất hiện lại thì đã ở trước mặt Diệp Huyên. Nhưng Diệp Huyên lại nhếch mép cười một tiếng. Khi nhìn thấy nụ cười này của Diệp Huyên, sắc mặt Mộ Thanh Huyền thay đổi, đang định khôi phục lại cảnh giới của bản thân nhưng lúc này đã quá trễ rồi. Chẳng biết từ khi nào, xung quanh ông ta xuất hiện 12 kim nhân. 12 kim nhân đồng thời ra tay, cùng lúc đó, một sợi kiếm quang lóe lên. Nhất kiếm định sinh tử. Khi thấy cảnh này, sắc mặt đám cường giả vạn pháp cảnh của học viện Thương Mộc đều thay đổi. Đang định ra tay thì 12 kim nhân kia đã lùi về sau lưng Diệp Huyên, lúc này kiếm của Diệp Huyên đã đâm vào giữa trán Mộ Thanh Huyền rồi. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Hết rồi. Hết rồi sao? Đầu óc đạo sư và học viên của học viện Thương Mộc đều trở nên trống rỗng. Mộ Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ông ta nhếch miệng cười một tiếng, cậu đã đợi thời khắc này rất lâu rồi phải không? Cậu nghĩ bây giờ sẽ kết thúc sao? Không đâu, hiện giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Diệp Huyên, chết một Mộ Thanh Huyền là ta thì tổng viện vẫn còn vô số Mộ Thanh Huyền khác nữa, cậu. Lúc này, Diệp Huyên cầm kiếm ấn về phía trước. Phụt. Thanh kiếm xuyên thẳng qua đầu Mộ Thanh Huyền, Mộ Thanh Huyền lập tức im lặng. Diệp Huyên nhìn Mộ Thanh Huyền, lắc đầu, vô số Mộ Thanh Huyền khác. Ta sợ quá cơ. Vừa dứt lời, kiếm trong tay hắn chém tới. Phụt. Đầu Mộ Thanh Huyền lập tức bay ra bên ngoài. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Kiếm Liên Tú trong tay Diệp Huyên khẽ vung lên, nhẫn chứa đồ trên ngón tay Mộ Thanh Huyền lập tức bay tới trước mặt hắn. Diệp Huyên không hề nhìn, cất chiếc nhẫn kia đi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn đám đạo sư và học viên của học viện Thương Mộc ở gần đó, giết chưa đã lắm, vẫn muốn giết tiếp, các ngươi nói xem bây giờ phải làm sao. Mọi người, chương 395, Diệp Huyên dám đánh. Giết chưa đã lắm. Vẫn muốn giết tiếp. Không gian yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên định một thân một mình đấu với cả học viện Thương Mộc hay sao? Ở giữa sườn núi, một cô gái ngồi trên một cành cây, đôi chân nhỏ nhắn bóng như ngọc nhẹ nhàng đung đưa. Cô gái nhìn Diệp Huyên ở bên dưới. Khóe môi cong lên, hay cho câu vẫn chưa đã lắm vẫn muốn giết tiếp. Đại trưởng phu nên như vậy. Có một cô gái mặc áo giáp đeo trường kiếm ở sau lưng cô gái đó, nàng ta nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, không nói gì. Dường như cô gái nghĩ đến chuyện gì, nàng ta quay đầu lại nhìn cô gái mặc áo giáp ở sau lưng, cười nói, A Tả, nếu ngươi so với hắn thì kiếm đạo của ai cao hơn một bậc vậy? Cô gái mặc áo giáp cúi đầu, không nói gì cả. Cô gái mỉm cười, nàng ta quay đầu nhìn xuống dưới, tay ngọc nhẹ nhàng cầm một lọn tóc, cuốn quanh ngón tay, người đời đều nói Diệp Huyên là kiếm chủ trẻ tuổi nhất Thanh Châu ta, thật ra A Tả ngươi mới là kiếm chủ trẻ tuổi nhất ở Thanh Châu. Một vị kiếm chủ lại làm hộ vệ ở bên người ta, làm vậy quá lãng phí tài năng của ngươi rồi. Nghe vậy, sắc mặt cô gái mặc áo giáp thay đổi, nàng ta đột nhiên quỳ một chân xuống, Ngô Vương, A Tả nguyện vĩnh viễn đi theo ngài. Cô gái cười nói, đứng lên đi, cùng ta xem vở kịch hôm nay sẽ kết thúc như thế nào nhé. Nói xong,
Nàng ta đứng dậy nhìn về phía Diệp Huyên, trên gương mặt nở một nụ cười như có như không. Ở bên dưới, Diệp Huyên cầm trường kiếm trong tay, giằng co với cả nghìn tên học viên của Học viện Thương Mộc. Lúc này, một tên trưởng lão của Học viện Thương Mộc đi tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên, ngươi cần gì phải cạn tàu giáo máng như vậy hả? Cạn tàu giáo máng? Khóe miệng Diệp Huyên cong lên, phải là ta hỏi Học viện Thương Mộc các ngươi chứ, từ đầu đến giờ Học viện Thương Mộc của ngươi đã truy sát ta bao nhiêu lần? Các ngươi có từng đếm qua hay chưa? Tên trưởng lão kia định nói gì nữa thì Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng, đừng nói nhảm nữa, hoặc là các ngươi chết, hoặc là ta chết không thôi. Vừa dứt lời, hắn cầm kiếm xông thẳng về phía đám học viên của Học viện Thương Mộc. Khi thấy Diệp Huyên ra tay, sắc mặt những tên học viên Học viện Thương Mộc kia thay đổi, nhưng bọn chúng không hề trốn, ngược lại còn xông thẳng về phía Diệp Huyên. Một người chiến 1000. Khi thấy Diệp Huyên định một đánh 1000, vô số người ở bên dưới ngẩn ra. 1000. Đám học viên của Học viện Thương Mộc kia là hạng người đơn giản hay sao? Hiển nhiên không phải. Những người trước mặt đều là nhóm nhân tài tinh anh nhất của đế quốc Đại Vân hiện giờ. Đương nhiên mặc kệ là đánh thắng hay thua, rất nhiều người có mặt ở đây đều cảm thấy bội phục Diệp Huyên vô cùng. Bởi vì Diệp Huyên dám đánh. Trong đám đông, Diệp Huyên cầm kiếm liên tú không ngừng chém giết, mỗi một lần kiếm vung lên thì sẽ có một tên học viên của Học viện Thương Mộc ngã xuống. Cho dù đám học viên của Học viện Thương Mộc đều là tinh anh nhưng không có bất kỳ ai đỡ được một kiếm của Diệp Huyên. Nhưng Diệp Huyên cũng không chịu nổi, bởi vì hắn giết một người thì lập tức sẽ có một người khác xông lên. Lúc này trên người hắn cũng đã xuất hiện vết thương, cũng may có kiếm ý thiện niệm bảo vệ, nếu không tình trạng của hắn sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Về phần 12 kim nhân thì tạm thời hắn vẫn chưa muốn sử dụng tới. Hiện giờ hắn chỉ có chưa đầy 1 triệu linh thạch cực phẩm. Nói cách khác thì hắn chỉ có thể sử dụng nhiều nhất là một lần. Lúc này hắn nhất định phải giữ lại để sử dụng vào thời khắc mấu chốt. Giết. Giữa đám đông, Diệp Huyên giết tới phát điên, từ đầu đến giờ hắn đã giết chết 50-60 người rồi. Tất cả đều là một kiếm mất mạng. Về phần những cường giả vạn pháp cảnh của Học viện Thương Mộc, không có bất kỳ ai ra tay cả, chỉ trơ mắt đứng nhìn Diệp Huyên không ngừng đổ sát học viên của Học viện Thương Mộc. Kiếm tiên. Người trong thiên hạ đều biết sau lưng Diệp Huyên có một vị kiếm tiên, hơn nữa vị kiếm tiên này rất bảo bọc hắn. Trên điện hạo nhiên của Học viện Thương Mộc còn có một thanh kiếm và một cái đầu lâu ghim bên trên. Bất đắc dĩ. Ngỡ ngàng. Đây chính là cảm xúc lúc này của các cường giả vạn pháp cảnh hắn, nếu như bọn họ ra tay nhất định có thể giết chết được Diệp Huyên, nhưng lần này thì bọn họ không thể ra tay được. Nếu như bọn họ không ra tay, cứ tiếp tục như thế này thì sợ rằng Diệp Huyên có thể sẽ giết hết toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của Học viện Thương Mộc. Tới lúc đó, Học viện Thương Mộc chỉ còn lại trên danh nghĩa mà thôi. Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Huyên bay ra ngoài, sau khi bay ra sau vài chục trượng, hắn đập mạnh xuống đất. Hắn vừa đứng dậy thì đã có hơn chục tên học viên Học viện Thương Mộc xông vọt tới trước mặt hắn, hiện giờ những học viên của Học viện Thương Mộc đã giết tới đỏ mắt rồi. Hai mắt Diệp Huyên mở ra. Vù vù. Hai sợi kiếm quang giống như hai tia sét, từ trong hốc mắt hắn bắn ra ngoài, hơn chục tên học viên Học viện Thương Mộc xông tới bị hai sợi kiếm quang này giết chết trong nháy mắt. Nhưng rất nhanh sau đó lại có mấy chục tên khác xông lên. Diệp Huyên lau máu tươi nơi khóe miệng, nhấc kiếm lên xông thẳng tới. Giết. Hiện giờ Diệp Huyên chỉ có một suy nghĩ ở trong đầu, đó chính là giết. Đúng lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyên bất ngờ quay người lại, chém một kiếm xuống. Rầm. Tên người áo đen kia bị một kiếm này chém thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng chẳng biết từ khi nào lại có một người áo đen xuất hiện ở phía sau lưng Diệp Huyên. Vù. Một con dao găm cắm vào phần gáy của Diệp Huyên, nhưng bị kiếm ý thiện niệm của Diệp Huyên ngăn cản lại. Ngay sau đó, có mấy tia sáng lạnh lẽo âm thầm xuất hiện xung quanh Diệp Huyên, những tia sáng lạnh này đều nhắm vào các vị trí yếu hại của hắn. Vào thời khắc mấu chốt, hộp kiếm sau lưng Diệp Huyên chấn động, 7 luồng kiếm quang từ trong hộp kiếm lập tức bay ra bên ngoài. 6 tên áo đen lập tức bị chấn bay ra bên ngoài mấy chục trượng. Nhưng rất nhanh sau đó,
sáu tên áo đen này biến mất khỏi vị trí. Diệp Huyên nhíu chặt mày, đang định ra tay tiếp thì đúng lúc này, có một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyên ngẩn ra. Chương 396, sư phụ, người tới rồi à? Thác Bạt Tiểu Yêu. Thác Bạt Tiểu Yêu nhếch miệng cười một cái, kiếm tu, ngựa của ngươi này. Nói xong, nàng ta chỉ xuống bên dưới, có một con ngựa hắc diễm đứng ở đó. Diệp Huyên đang định nói gì thì Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên xoay người vung búa đánh xuống. Ầm. Một tên học viên của Học viện Thương Mộc lập tức bị đánh bay. Thác Bạt Tiểu Yêu quét mắt nhìn xung quanh, nhổ một ngụm nước bọt về phía đám người, ta nhổ vào, nhiều người đánh một như vậy, không thấy mất mặt hả? Nói xong nàng ta tung người nhảy lên, nện một búa xuống. Ầm. Toàn bộ mặt đất chấn động kịch liệt, hơn 30 tên học viên Học viện Thương Mộc bị đánh bay. Diệp Huyên vội vàng đi tới bên cạnh Thác Bạt Tiểu Yêu, hắn kéo ống tay áo của Thác Bạt Tiểu Yêu, cô tới đây làm gì vậy? Thác Bạt Tiểu Yêu liếc nhìn Diệp Huyên một cái, đương nhiên là tới đánh nhau giúp ngươi. Diệp Huyên trầm giọng đáp, đây là chuyện của ta, cô chớ có dính vào. Thác Bạt Tiểu Yêu ngẫm nghĩ, sau đó nói, cha ta dặn đi ra bên ngoài phải sống có nghĩa khí. Ngươi biết nghĩa khí là gì không? Nghĩa khí chính là, ta không nói nữa, dù sao thì ngươi cũng hiểu mà, đúng không hả? Diệp Huyên. Thác Bạt Tiểu Yêu tới gần Diệp Huyên. Hỏi với thái độ vô cùng nghiêm túc, ta rất nghĩa khí phải không? Diệp Huyên cười khổ, Tiểu Yêu, thế lực của Học viện Thương Mộc và thế giới ngầm ở Trung Thổ Thần Châu rất lớn, cô dính vào sợ rằng sẽ liên lụy tới gia tộc của cô đó. Thác Bạt Tiểu Yêu vung bàn tay lên, không hề quan tâm tới, không sợ, cha ta đánh nhau rất giỏi, đại bá ta đánh nhau rất giỏi, tam thúc cũng như vậy. Diệp Huyên còn định nói điều gì thì Thác Bạt Tiểu Yêu bất ngờ vỗ bả vai hắn, cha ta thường nói kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Mặc dù ta không thể chết vì ngươi nhưng đánh nhau giúp ngươi thì được. Nói tới đây, nàng ta cầm búa quét mắt nhìn xung quanh, ta tên Thác Bạt Tiểu Yêu, cha ta đánh nhau rất giỏi, đại bá của ta đánh nhau rất giỏi, tam thúc của ta cũng rất lợi hại. Các ngươi hãy yên tâm, Thác Bạt Tiểu Yêu này không phải người dựa vào cha đâu. Nếu như ta không thắng các ngươi thì chắc chắn sẽ không gọi cha tới. Đương nhiên nếu như cha ta tự mình tới đánh các ngươi thì chuyện đó hoàn toàn không liên quan gì tới ta cả. Đám người. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, hắn không hề ra tay mà đi lên phía trên núi. Thác Bạt Tiểu Yêu nhìn đám người ở xung quanh, chân thành nói, cha ta đánh nhau rất giỏi đó. Nói xong, nàng ta rảo bước đi theo Diệp Huyên. Nhìn Diệp Huyên và Thác Bạt Tiểu Yêu đi lên trên núi, sắc mặt đám học viên Học viện Thương Mộc ở gần đó trở nên vô cùng khó coi, nhưng không có bất kỳ ai dám ra tay. Mấy tên cường giả vạn pháp cảnh kia cũng không dám ngăn cản. Cứ như vậy, Diệp Huyên và Thác Bạt Tiểu Yêu thuận lợi đi tới Học viện Thương Mộc ở trên núi. Diệp Huyên và Thác Bạt Tiểu Yêu xuyên qua vài tòa đại điện, cuối cùng đi tới trước điện hạo nhiên của Học viện Thương Mộc. Ở dưới điện hạo nhiên, Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn tấm biển trên điện hạo nhiên, có một thanh kiếm được ngưng tụ từ lá cây cắm ở bên trên đó, còn cả một cái đầu lâu nữa. Kiếm lá cây. Diệp Huyên nhếch miệng cười một tiếng, hắn điểm nhẹ mũi chân một cái, thân thể bay lên, rất nhanh sau đó, hắn đã tóm được thanh kiếm lá cây này. Chạm tay vào thì thấy lạnh buốt. Diệp Huyên rút kiếm lá cây ra, hạ xuống mặt đất, nhưng ngay sau đó hắn lại nhíu chặt mày lại. Bởi vì hắn phát hiện ra thanh kiếm lá cây này không hề có điểm gì đặc thù cả. Chỉ đơn thuần là lá cây. Có chuyện gì vậy nhỉ? Chẳng phải đây là một món thần khí hay sao? Diệp Huyên không thể hiểu được. Hiện giờ hắn đã cảm nhận được rõ ràng, thanh kiếm này chỉ là lá cây, không hề có điểm đặc thù gì cả. Thậm chí còn không bằng cả phàm kiếm bình thường. Nếu như cho hắn thời gian thì hắn cũng có thể làm ra một thanh kiếm lá cây như vậy. Đây là một thanh kiếm do lá cây tạo thành. Diệp Huyên cầm kiếm lá cây, ngơ ngẩn suy nghĩ. Hiện giờ Diệp Huyên như hóa thành đá, không nói lời nào. Bốn phía xung quanh, vô số học viên Học viện Thương Mộc xông tới, nhưng không có bất kỳ người nào ra tay. Thác Bạt Tiểu Yêu vung chiếc búa trong tay, không ngừng đánh giá đám học viên Học viện Thương Mộc kia, vẻ mặt không lành. Cứ như vậy, chừng 15 phút đồng hồ sau, Diệp Huyên đột nhiên bật cười. Thác Bạt Tiểu Yêu nhìn về phía Diệp Huyên,
Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, ta hiểu ra rồi. Thác Bạt Tiểu Yêu trừng mắt lên nhìn, hiểu chuyện gì? Diệp Huyên mỉm cười nói, kiếm tiên tỷ tỷ muốn nói cho ta biết một đạo lý, nếu như bản thân kiếm tu mạnh mẽ, cho dù cầm một cành cây thì cũng có thể quét ngang thiên địa. Người mới là căn bản. Vừa dứt lời, kiếm lá cây trong tay hắn đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang phóng vọt lên trên trời cao, chỉ trong nháy mắt, kiếm lá cây đã biến mất ở phía cuối chân trời. Khương Quốc. Lá cây đột nhiên xuất hiện trên vô số cái cây trơ trụi. Trung Thổ Thần Châu, Học viện Thương Mộc. Sau khi kiếm lá cây biến mất, trong lòng Diệp Huyên cảm thấy ấm áp, bởi vì kiếm tiên tỷ tỷ không chỉ dạy kiếm đạo cho hắn mà còn dạy hắn rất nhiều đạo lý. Vứt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, Diệp Huyên quay người nhìn đám học viên Học viện Thương Mộc ở trước mặt, khi định ra tay thì hắn đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, nhìn sang Thác Bạt Tiểu Yêu, tới kho báu của Học viện Thương Mộc đi, thấy cái gì thì lấy cái đó, lấy sạch toàn bộ thứ đáng tiền. Thác Bạt Tiểu Yêu trừng mắt lên, chuyện này, ta cảm thấy ngại lắm á. Diệp Huyên đang định khuyên bảo thì Thác Bạt Tiểu Yêu đã xoay người chạy thẳng tới kho báu của Học viện Thương Mộc. Diệp Huyên cạn lời, đây mà là ngại hả? Diệp Huyên. Lúc này, một tên cường giả vạn pháp cảnh của Học viện Thương Mộc ở cách đó không xa nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ngươi đừng có khinh người quá đáng, ngươi. Ông đây khinh người quá đáng đó. Diệp Huyên cầm kiếm chỉ thẳng vào tên cường giả vạn pháp cảnh kia, không phục à? Không phục thì tới đánh ta đi. Thiếu chút nữa là tên cường giả vạn pháp cảnh kia tức hộc máu, hắn ta quay đầu lại nhìn mấy tên cường giả vạn pháp cảnh bên cạnh, hắn đã ức hiếp chúng ta tới mức này thì còn nhịn gì nữa? Chúng ta cùng nhau cá chết lưới rách với hắn, cùng lắm chỉ là chết thôi mà. Cá chết lưới rách. Vô số học viên của Học viện Thương Mộc tức giận đồng thanh hét lớn, mấy tên cường giả vạn pháp cảnh còn lại cũng nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên vẻ quyết tuyệt. Giết hắn. Đúng lúc này, một tên cường giả vạn pháp cảnh gầm lớn, ngay sau đó, tất cả người của Học viện Thương Mộc định ra tay. Lúc này, toàn bộ thành viên của Học viện Thương Mộc, bất kể là đạo sư, trưởng lão hay là học viên đều sẵn sàng cá chết lưới rách. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên ngẩng đầu lên, sư phụ. Người tới rồi à? Ngay lập tức, tất cả thành viên của Học viện Thương Mộc ngừng lại. Chương 397, chia thêm 100 tên cho ta. Sư phụ. Mấy tên cường giả vạn pháp cảnh của Học viện Thương Mộc đều ngẩng đầu lên quan sát, vẻ mặt kiêng dè vô cùng, à, phải nói là sợ hãi. Kiếm tiên. Ở trong khu vực Thanh Châu, một vị kiếm tiên đã đủ để quét ngang tất cả. Đặc biệt là lúc này, Mộ Thanh Huyền đã ngã xuống, hiện giờ Học viện Thương Mộc không có cách nào chống lại một vị kiếm tiên cả. Một vị kiếm tiên có thể tiêu diệt sạch bọn họ. Cách đó không xa, Diệp Huyên ngẩng đầu, nghiêng tai ra vẻ đang lắng nghe, một lúc sau, hắn lắc đầu, đừng mà, sư tôn không cần phải ra tay đâu, đồ đệ có thể tự mình giải quyết bọn chúng. Nói xong hắn lại nghiêng tai, dường như đang lắng nghe cái gì. Một lúc sau, Diệp Huyên lại lắc đầu, sư tôn, nếu như chuyện gì cũng cần ngài ra tay thì đồ đệ sao có thể trưởng thành được. Tạm thời người đừng nên để ý tới việc này, tất cả để đồ đệ tự mình giải quyết. Hả? Cái gì? Vạn pháp cảnh? Không có, không hề, cường giả vạn pháp cảnh không hề ra tay, nếu như chúng ra tay thì người hẳn ra tay, được chứ hả? Nghe Diệp Huyên nói vậy, sắc mặt mấy tên cường giả vạn pháp cảnh của Học viện Thương Mộc ở gần đó lập tức trở nên khó coi. Cường giả vạn pháp cảnh ra tay? Chẳng phải là đang nói bọn họ sao? Lúc này Diệp Huyên cúi sâu người hành lễ với không trung, sư phụ yên tâm, chỉ cần cường giả vạn pháp cảnh của Học viện Thương Mộc không ra tay, chắc chắn đồ đệ sẽ không gọi người. Nhưng nếu cường giả vạn pháp cảnh ra tay, vậy đồ đệ chỉ còn cách mời người ra tay mà thôi. Mọi người. Diệp Huyên ngẩng mặt lên nhìn mấy vị cường giả vạn pháp cảnh của Học viện Thương Mộc, khi nãy các ngươi nói muốn cá chết lưới rách sao? Một tên cường giả vạn pháp cảnh trong số đó gần giọng, Diệp Huyên. Ngươi tưởng rằng sư tôn của ngươi có thể dọa được chúng ta sao? Diệp Huyên cười nói, dọa các ngươi. Không không, ta rất mong các ngươi ra tay, thật đó, chỉ cần các ngươi ra tay, vậy chắc chắn sư phụ ta sẽ ra tay, đến lúc đó thì có thể dễ dàng tiêu diệt Học viện Thương Mộc, đây là một chuyện tốt đối với ta mà. Nói xong hắn đi tới trước mặt tên cường giả vạn pháp cảnh kia, đến đây,
mau đánh ta đi, mau lên, ta bảo đảm mình sẽ không đánh trả. Tên cường giả vạn pháp cảnh kia tức giận tới mức hai mắt đỏ bừng, hắn ta định ra tay thì bị mấy người bên cạnh ngăn cản lại. Một ông lão trong số mấy người ngăn cản hắn ta trầm giọng nói, đừng bị trúng kế, hắn đang cố tình khiêu khích ngươi, muốn ngươi ra tay với hắn, một khi ngươi ra tay thì lại đúng với mong muốn của hắn. Những người còn lại đều gật đầu biểu thị đồng ý. Tên cường giả vạn pháp cảnh kia nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, hai mắt đỏ bừng, trong mắt không hề che giấu sát ý, Diệp Huyên lại đi tới phía trước hai bước, giết ta đi. Đến đây, ngươi tới đây nào. Nghe vậy, tên cường giả vạn pháp cảnh kia thiếu chút nữa là bộc phát, nhưng bị mấy người khác giữ chặt lại. Diệp Huyên không nói gì nữa cả, hắn nhún vai, sau đó lui về phía sau. Hắn nhận ra nếu như tiếp tục khích tướng thì sợ rằng sẽ hỏng chuyện thật. Lúc này Thác Bạt Tiểu Yêu đi ra. Thác Bạt Tiểu Yêu tung người nhảy tới trước mặt Diệp Huyên, hưng phấn nói, ngươi biết có bao nhiêu kim tệ hay không hả? Diệp Huyên lắc đầu. Thác Bạt Tiểu Yêu trừng mắt nhìn Diệp Huyên, đoán đi, mau đoán đi nào. Diệp Huyên cạn lời, chuyện này sao có thể đoán được. Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên vung tay vỗ bả vai Diệp Huyên, sau đó hưng phấn giơ ba ngón tay lên, 3 tỷ kim tệ á, còn có 26 triệu linh thạch cực phẩm nữa. 26 triệu đấy, còn có 4 quyển võ ký bậc thiên, 2 quyển công pháp bậc thiên, võ ký bậc địa thì nhiều lắm. Còn nữa, còn có 5 món linh khí bậc chân, 11 món linh khí bậc minh, 96 món linh khí cực phẩm. Nói tới đây, nàng ta tới gần Diệp Huyên, nở một nụ cười quái dị, đoán xem còn gì nữa nào. Diệp Huyên lắc đầu. Một khối linh thạch đột nhiên xuất hiện ở trong tay Thác Bạt Tiểu Yêu, không phải là linh thạch cực phẩm mà là linh thạch ngọc phẩm. Khóe miệng Thác Bạt Tiểu Yêu cong lên, cười nói, 1.300 viên linh thạch ngọc phẩm đó. Nói xong, nàng ta ôm chầm lấy Diệp Huyên, thơm một cái lên trên mặt Diệp Huyên, phát tài. Phát tài rồi, ha ha. Diệp Huyên. Sắc mặt đám học viên học viện thương mục kia lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đối phương đang cướp sạch học viện thương mục ngay ở trước mặt bọn chúng đó. Sau khi cảm giác cao hứng qua đi, Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, khi nãy ta thơm ngươi hả? Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, không hề, không có đâu. Thác Bạt Tiểu Yêu nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ta đã thơm ngươi. Ta dám khẳng định luôn. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó tới gần Thác Bạt Tiểu Yêu. Sau đó thơm lên gương mặt nhỏ nhắn của nàng ta, được rồi, vậy là chúng ta hòa nhau. Thác Bạt Tiểu Yêu ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ, đưa tay sờ lên gương mặt bị Diệp Huyên hôn lên, ngươi hôn ta hả? Diệp Huyên gật đầu, khi nãy cô cũng thơm ta. Chúng ta không ai lỗ cả, cô thấy thế nào? Thác Bạt Tiểu Yêu ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, hình như đúng là vậy. Nói xong, nàng ta nhìn xung quanh, bây giờ phải làm sao? Làm sao bây giờ? Diệp Huyên còn chưa nói gì thì đám học viên học viện thương mục đã bao vây hai người bọn họ lại. Ngón út của Thác Bạt Tiểu Yêu chỉ vào đám học viên của học viện thương mục, một lúc sau, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, ta đếm rồi, hơn 800 tên, ta có thể đánh được 300 tên, ngươi chơi được 500 tên còn lại không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, hơi căng đó. Thác Bạt Tiểu Yêu ngẫm nghĩ thêm một chút. Sau đó đáp, vậy chia thêm ta 100 tên. Ta đánh 400 tên, nhưng chưa chắc ta đánh thắng được đâu. Diệp Huyên hỏi, cô nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Thác Bạt Tiểu Yêu nói, chỉ 90%. 90%. Diệp Huyên kinh ngạc nhìn Thác Bạt Tiểu Yêu, chỉ 90%. Thác Bạt Tiểu Yêu gật đầu, không có niềm tin tuyệt đối. Nói tới đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, cha ta bảo chuyện gì không nắm chắc thì tốt nhất đừng làm. Nhưng vì ngươi ta sẽ chịu chút nguy hiểm. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta rất cảm động, thật đó. Thác Bạt Tiểu Yêu trừng mắt lên, vậy sao ngươi không khóc? Lúc ta cảm động ta đều khóc. Diệp Huyên. Thác Bạt Tiểu Yêu còn định nói gì nữa thì Diệp Huyên đột nhiên nói, hay là chúng ta bắt đầu đánh thôi nhỉ? Không thể để người khác chờ chúng ta quá lâu được. Thác Bạt Tiểu Yêu gật đầu, sau đó quay người nhìn đám học viên học viện thương mục phía trước. Không lừa các ngươi đâu, dưới một búa này của ta, các ngươi sẽ chết đó. Chương 398, một kiếm đánh sập thế giới này. Nói xong, chiếc búa trong tay nàng ta đột nhiên đập xuống mặt đất. Rầm.
Mặt đất trước mặt nàng ta lập vứt nứt vỡ, khe hở nhanh chóng lan ra, chỉ trong nháy mắt đã lan tới trước mặt đám học viên học viện Thương Mộc. Sắc mặt đám học viện Thương Mộc kia lập tức thay đổi, vội vàng lui về phía sau, mà lúc này Thác Bạt Tiểu Yêu lại cầm búa nện xuống mặt đất thêm một lần nữa. Rầm. Mặt đất dưới chân đám học viện Thương Mộc kia lập vứt vỡ nát, hơn 10 tên bay thẳng ra bên ngoài. Ngay khi bọn chúng bay ra bên ngoài, 7 tên trong số đó bị 7 thanh kiếm xuyên qua ngực, lập tức mất mạng. Diệp Huyên và Thác Bạt Tiểu Yêu đang định ra tay thêm lần nữa thì đúng lúc này, một luồng uy áp mạnh mẽ đột nhiên bao phủ hai người, sắc mặt hai người lập tức thay đổi. Diệp Huyên vội vã kéo Thác Bạt Tiểu Yêu ra sau lưng mình, sau đó kiếm ý thiện niệm từ trong cơ thể trào ra, tạo thành một lớp phòng hộ dày ngăn ở trước mặt. Ầm. Lá chắn kiếm ý thiện niệm lập vỡ vỡ nát, chỉ trong nháy mắt Thác Bạt Tiểu Yêu và Diệp Huyên đã bị chấn ra ngoài trăm trượng. Hai người vừa mới dừng lại thì khóe miệng Diệp Huyên đã trào máu tươi không ngừng chảy xuống, phần áo ở ngực hắn nhanh chóng bị máu tươi nhuộm đỏ. Ở đối diện Diệp Huyên và Thác Bạt Tiểu Yêu, chẳng biết từ khi nào đã có một người đàn ông trung niên, người này mặc một bộ áo gấm hoa, bên trên chiếc áo hoa có một cây thương, tán cây tỏa ra bốn phía, mây trắng vờn quanh. Ở trên ngực trái của ông ta có ba chữ lớn thiếp vàng. Tả viện sứ. Khi nhìn thấy ba chữ này, sắc mặt đám đạo sư và trưởng lão của học viện Thương Mộc lập tức thay đổi, sau đó tất cả vội vàng đi tới trước mặt người đàn ông trung niên kia, khom lưng hành lễ, bái kiến tả viện sứ. Tả viện sứ. Đây chính là người đứng thứ hai ở Tổng viện học viện Thương Mộc. Trong Tổng viện học viện Thương Mộc, người lớn nhất đương nhiên là viện trưởng, bên dưới viện trưởng là hai vị tả hữu hộ viện sứ. Nhân vật nắm thực quyền ở học viện Thương Mộc. Tả viện sứ nhìn mọi người ở đó, bình thản nói, Mộ Thanh Huyền có đây không? Sắc mặt một tên trưởng lão học viện Thương Mộc trở nên ảm đạm, Mộ viện trưởng đã ngã xuống rồi. Tả viện sứ nhíu chặt mày, cô gái kiếm tiên kia đã ra tay chưa? Trưởng lão lắc đầu, không phải là vị kiếm tiên kia mà là Diệp Huyên. Mộ viện trưởng tự hạ cảnh giới xuống, chiến đấu với Diệp Huyên một trận, cuối cùng. Nghe vậy, tả viện trưởng nhìn Diệp Huyên. Ông ta đánh giá qua Diệp Huyên, kiếm chủ chưa đầy 20 tuổi, cho dù là ở Trung Thổ Thần Châu thì cũng hiếm ai có được thiên phú như ngươi. Thác Bạt Tiểu Yêu ngăn ở trước mặt Diệp Huyên, lạnh lùng nhìn tả viện sứ, ta nhổ vào, ông không cần thể diện hả? Vậy mà lấy lớn hiếp nhỏ. Tả viện sứ nhìn Thác Bạt Tiểu Yêu, nhà Thác Bạt, được rồi, ta sẽ nể mặt nhà Thác Bạt. Vừa dứt lời, tay phải ông ta nhẹ nhàng vung lên. Thác Bạt Tiểu Yêu ở gần đó bị một luồng sức mạnh khống chế, không thể nhúc nhích chút nào, rất nhanh sau đó, nàng ta trôi giạt sang một bên. Tả viện sứ nhìn tên trưởng lão học viện Thương Mộc ở trước mặt, đưa nàng ta sang một bên, chớ có tổn thương tới nàng ta. Tên trưởng lão kia gật đầu, sau đó mau chóng đưa Thác Bạt Tiểu Yêu sang một bên, trong quá trình đó, Thác Bạt Tiểu Yêu không thể nhúc nhích chút gì. Tả viện sứ nhìn về phía Diệp Huyên. Ông ta từ tốn đi tới trước mặt Diệp Huyên, còn cách hắn vài trượng thì dừng lại, hôm nay hãy giải quyết triệt để ân toán giữa ngươi và học viện Thương Mộc ta đi. Đương nhiên lần này tới đây không phải là vì ngươi, ngươi không có thể diện lớn đến mức khiến bản tả sứ ra tay đâu. Nói tới đây, tay phải ông ta nắm chặt lại, bảo sư tôn ngươi ra đây. Vừa dứt lời, một ông lão nhỏ gầy xuất hiện sau lưng ông ta, lưng ông lão này hơi còng, trong tay cầm một chiếc gậy trống màu đen. Xung quanh gậy trống tỏa ra ba sợi khí đen nhánh, ở đỉnh gậy trống còn có một con mắt này đang chuyển động. Ông lão nhỏ gầy nhìn Diệp Huyên, nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười âm trầm, nghe nói sư tôn của ngươi đánh nhau rất giỏi, chúng ta muốn đánh với nàng ta một trận. Nói tới đây, có 11 người đột nhiên xuất hiện sau lưng ông ta, 11 người này đều mặc áo dài đen, đầu đội mũ mềm màu đen, trong tay cầm một thanh pháp trượng dài. Cộng thêm tả viện sứ thì có tổng cộng 13 người, thực lực của 13 người này sâu không lường được, tựa như vũ trụ mênh mông vậy. Diệp Huyên im lặng. Lần này tới đây không tìm hắn mà tới tìm kiếm tiên tỷ tỷ. Kiếm tiên tỷ tỷ, bọn chúng tới tìm người đó, không phải tìm ta đâu, Diệp Huyên thì thầm trong lòng. Vốn hắn tưởng rằng kiếm tiên tỷ tỷ sẽ không đáp lại nhưng có một giọng nói đã lâu không được nghe thấy đột nhiên vang lên trong đầu hắn, ta muốn dùng một kiếm đánh sập thế giới của ngươi, phiền quá đi mất. Diệp Huyên. Lúc này, tả viện sứ ở gần đó bình thản nói, sao hả? Không dám xuất hiện à?
Chương 399, để ta suy nghĩ một lát. Không dám xuất hiện. Vẻ mặt Diệp Huyên có chút kỳ quái, hắn biết đám người tả viện sứ trước mặt này rất mạnh, cực kỳ mạnh, mạnh đến mức vượt quá phạm vi nhận thức của hắn. Nhưng hắn biết chắc vị kiếm tiên tỷ tỷ trong cơ thể hắn có lẽ còn mạnh hơn. Không có căn cứ gì cả, chỉ là trực giác. Trực giác nói cho hắn biết, câu nói một kiếm đánh sập thế giới vừa rồi của vị kiếm tiên tỷ tỷ này không phải là nói đùa, có lẽ nàng ấy thật sự có thể làm được, tuy rằng theo hắn thấy, một kiếm đánh sập một thế giới hơi hoang đường. Rốt cuộc kiếm tiên tỷ tỷ là ai? Rốt cuộc nàng ấy mạnh cỡ nào? Đây là điều Diệp Huyên luôn muốn biết. Đối diện Diệp Huyên, tả viện sứ lạnh nhạt nói, thế nào, đường đường là một kiếm tiên lại muốn làm rùa đen rút đầu hay sao? Cô gái bí ẩn vẫn không xuất hiện. Có gì đó không đúng. Diệp Huyên khẽ cau mày, hắn biết tính tình nóng nảy của cô gái bí ẩn, trong tình huống bình thường nàng ấy nên xuất hiện rồi. Mà bây giờ, lão tả viện sứ này nói năng xúc phạm như thế, nàng ấy vẫn chưa xuất hiện, rất bất thường. Diệp Huyên đang định hỏi, lúc này giọng nói của cô gái bí ẩn bỗng vang lên trong đầu hắn, để ta suy nghĩ một lát. Suy nghĩ gì cơ, Diệp Huyên hỏi theo bản năng. Suy nghĩ xem có nên dùng một kiếm đánh sập thế giới của các ngươi không? Diệp Huyên. Thấy cô gái bí ẩn vẫn chưa xuất hiện, tả viện sứ nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn, ông ta đang định nói thì lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện. Ông lão mặc áo choàng rộng thùng thình, râu tóc bạc trắng. Khi nhìn thấy ông lão, trong mắt tả viện sứ lập tức hiện lên vẻ nghiêm túc. Người hộ giới. Ở thanh thương giới này, cả ba châu đều có một nhóm người bí ẩn đang bảo vệ, những người bí ẩn này chính là người hộ giới. Đây là một thế lực vô cùng bí ẩn, đừng nói là học viện thương mộc, ngay cả một số thế lực hàng đầu ở trung thổ thần châu cũng không dám tùy tiện đắc tội họ. Mà trách nhiệm của họ là bảo vệ các châu. Ông lão lạnh lùng liếc nhìn tả viện sứ, nhiều người như vậy đến đây, thế nào, muốn hủy diệt hoàn toàn thanh châu sao? Tả viện sứ mỉm cười, sao có thể, chỉ là giết một kiếm tiên thôi, vẫn chưa tới mức đó đâu. Ông lão lạnh nhạt nói, ta không quan tâm các ngươi muốn giết ai, với thực lực của các ngươi đến đây đã là vi phạm nội quy. Tả viện sứ hơi suy tư, một lát sau ông ta gập đầu ngón tay, một chiếc nhẫn bay tới trước mặt ông lão, xin các hạ châm trước cho. Ông lão nhìn chiếc nhẫn, trong nhẫn có 1000 viên tinh thạch màu tím to bằng nắm đấm. Tử nguyên tinh. Đây là một thứ vô cùng quý giá, một viên tử nguyên tinh tương đương với 100.000 viên linh thạch cực phẩm, điều quan trọng nhất là thứ này khá khó kiếm, vì thế trong tình huống bình thường, 100.000 viên linh thạch cực phẩm chưa chắc đổi được một viên tử nguyên tinh. Linh thạch cực phẩm và linh thạch ngọc phẩm có ích với võ giả dưới vạn pháp cảnh, nhưng lại không hữu dụng lắm đối với cao thủ vạn pháp cảnh và trên vạn pháp cảnh. Mà tử nguyên tinh thì có tác dụng với cao thủ vạn pháp cảnh và trên ngự pháp cảnh. 1000 viên tử nguyên tinh có thể nói là số lượng cực kỳ lớn. Ông lão im lặng một lúc rồi nhìn tả viện sứ, đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Nói xong, ông ta cất chiếc nhẫn, xoay người biến mất ở phía cuối chân trời. Sau khi người hộ giới rời đi, ánh mắt tả viện sứ lại nhìn vào Diệp Huyên, nàng ta không xuất hiện. Diệp Huyên nghiêm mặt đáp, sư phụ ta đang trên đường đến đây, ông đợi thêm lát nữa đi. Tả viện sứ cau mày, đang trên đường đến. Đến từ đâu? Diệp Huyên chỉ lên trời, từ trên đó xuống đây. Tả viện sứ và ông lão gầy gò sau lưng ông ta nhìn nhau, ông lão gầy gò trầm giọng hỏi, tả viện sứ, ông có chắc người kia chỉ là một kiếm tiên, không có bối cảnh gì không? Tả viện sứ gật đầu, lão hư yên tâm, trước khi đến, học viện thương mộc ta đã nhờ thiên cơ môn điều tra người này. Thiên cơ môn đã tra ra các thế lực siêu nhiên lớn đều không có người này. Ngay cả một số thế lực hàng đầu ở thế giới khác cũng không có ghi chép gì về người này. Do đó, thiên cơ môn đã kết luận người này là một kiếm tiên tán tu, sau lưng nàng ta không có thế lực gì. Lão hư nặng nề hỏi, có điều tra được rõ lai lịch của nàng ta không? Tả viện sứ lắc đầu, việc này thì không, nhưng học viện thương mộc ta đã đi thăm dò, một số thế lực siêu nhiên khác không có người này. Mà một kiếm tiên lại ít biết được đến như thế có lẽ là tán tu, một thân một mình. Không có bối cảnh thế lực nào cả. Lão hư gật đầu, vậy là tốt nhất, đương nhiên, cho dù sau lưng nàng ta có vài thế lực,
chỉ cần không phải các thế lực siêu nhiên hàng đầu kia, chúng ta sẽ không sợ. Tả viện sứ cười nói, yên tâm, một kiếm tiên mà thôi, không đáng lo ngại. Nói xong, ông ta quay người nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, 15 phút sau, nếu nàng ta vẫn chưa đến, lúc đó bản sứ sẽ rút gân lột da ngươi, treo thi thể lên trước cổng học viện Thương Mộc. Không chỉ ngươi, những người bên cạnh ngươi cũng đừng hòng sống. Ta muốn người đời biết kết cục khi đối địch với học viện Thương Mộc ta. Diệp Huyên không để ý tới tả viện sứ, giờ hắn chỉ muốn biết vì sao vị kiếm tiên tỷ tỷ này vẫn chưa xuất hiện. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của cô gái bí ẩn vang lên trong đầu hắn, chỉ hoãn thêm một lát nữa. Diệp Huyên cười khổ, tiền bối, đừng nói người vẫn đang suy nghĩ có nên hủy diệt thế giới hay không đấy. Cô gái bí ẩn lạnh nhạt hỏi, ngươi nghĩ ta không làm được. Diệp Huyên vội nói, đương nhiên có thể. Với thực lực của tiền bối, đừng nói là hủy diệt Thanh Châu, hủy diệt cả Thanh Thương giới cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Nhưng học viện Thương Mộc này quá kiêu ngạo, không ngờ lại dám coi thường kiếm tiên tỷ tỷ người, chuyện này thực sự không thể nhịn. Cô gái bí ẩn bình tĩnh nói, ngươi không biết cao thủ chỉ xuất hiện vào thời khắc quan trọng sao? Bầu không khí lúc này chưa đủ, nếu xuất hiện thì thật sự không có mặt mũi. Cứ chờ cho ta đi, khi nào bầu không khí đủ rồi ta sẽ xuất hiện. Diệp Huyên nghe mà trợn mắt ngoác mồm. Hắn đã hoàn toàn ngây người. Chương 400, ta đã cho ngươi nói chuyện chưa? Bầu không khí chưa đủ. Xuất hiện phải xem bầu không khí. Nàng ấy nghiêm túc đó ư. Mà lúc này, tả viện sứ cách đó không xa bỗng lên tiếng, Diệp Huyên, 15 phút đã qua, nếu sư tôn của ngươi không xuất hiện thì ta ra tay với ngươi trước vậy. Dứt lời, ông ta định ra tay, nhưng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, khoan đã. Tả viện sứ nhìn Diệp Huyên, ông ta im lặng chờ Diệp Huyên nói tiếp. Diệp Huyên hít sâu một hơi, sau đó bước tới trước tả viện sứ không xa, ta tự biết lần này chắc chắn ta không thể sống sót. Trước khi chết, ta có một yêu cầu nho nhỏ, xin các hạ hãy thành toàn. Từng nghe tả viện sứ của Trung Thổ Thần Châu là cao thủ vô song, hôm nay, Diệp Huyên ta muốn xin ông chỉ bảo. Xin chỉ bảo. Mọi người sửng sốt. Xin tả viện sứ chỉ bảo. Diệp Huyên điên rồi sao? Chưa kể bây giờ Diệp Huyên mới thông u cảnh, cho dù hắn là vạn pháp cảnh cũng không có khả năng đánh với tả viện sứ một trận. Bởi vì cảnh giới của tả viện sứ rõ ràng đã vượt qua cấp bậc ngự pháp cảnh. Nên biết rằng Tổng viện từng phái cao thủ ngự pháp cảnh đến, tiếc là đã bị cô gái bí ẩn giết chết chỉ bằng một kiếm. Do đó lần này Tổng viện học viện Thương Mộc phái người đến, chắc chắn không có khả năng lại là ngự pháp cảnh. Mà bây giờ Diệp Huyên lại thách đấu tả viện sứ, một người chưa rõ cảnh giới này. Hắn điên rồi sao? Tả viện sứ nhìn Diệp Huyên, thách đấu ta. Ngươi chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu, chắc chắn. Tả viện sứ khẽ gật đầu, Diệp Huyên ngươi cũng được coi là một nhân vật nổi bật trong thế hệ trẻ. Được thôi, như ngươi mong muốn. Dứt lời, hơi thở của ông ta đột nhiên giảm xuống thành ngự pháp cảnh, nhưng ông ta vẫn chưa ngừng lại mà tiếp tục giảm. Ngay sau đó, trong mắt của vô số người, tả viện sứ giảm xuống thành vạn pháp cảnh, mà lúc này ông ta không giảm nữa. Tả viện sứ nhìn Diệp Huyên, vạn pháp cảnh đã là giới hạn của ta, ra tay đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn cầm kiếm lao về phía tả viện sứ. Trong lúc lao về trước, kiếm liên tú trong tay hắn run rẩy dữ dội, lúc này lực kiếm cũng điên cuồng tăng vọt. Mượn lực. Giờ hắn không chỉ nắm giữ lực kiếm của mình mà còn mượn lực của trời đất, mượn lực gió xung quanh, mượn tất cả các lực có thể mượn, ngoài ra, cộng thêm chiến ý và kiếm ý của bản thân hắn, có thể nói lực của một kiếm này đã hoàn toàn vượt quá phạm vi thần hợp cảnh. Mà khi hắn đang điều động nhất kiếm định sinh tử, thế của một kiếm này lại lần nữa đạt tới tầm cao mới. Nhất kiếm định sinh tử, nói đúng ra nó không chỉ là một loại kiếm kỹ, chính xác hơn là một tín niệm kiếm đạo. Kiếm này tung ra, vô số người nhao nhao ghé mắt, ngay cả tả viện sứ, trong mắt ông ta cũng lóe lên chút kinh ngạc và khiếp sợ. Bởi vì một kiếm này của Diệp Huyên đã đạt đến phạm vi vạn pháp cảnh. Và cũng có thể nói nó là chiêu mạnh nhất của Diệp Huyên lúc này. Hắn đã dồn toàn lực vào một kiếm này. Đối mặt với cao thủ ở cấp bậc như tả viện sứ, hắn biết mình chỉ có cơ hội tung một kiếm, vì vậy hắn nhất định phải dùng hết sức.
Kiếm dừng lại cách tả viện sứ mười mấy tấc vì nó đã bị ông ta đã dùng một tay chặn lại. Lòng bàn tay tả viện sứ giữ chặt kiếm của Diệp Huyên, kiếm liên tú không cách nào tiến thêm nửa tấc. Lúc này, Diệp Huyên nắm lấy chuôi kiếm bằng hai tay, sau đó đột nhiên xoay tròn. Ầm. Tả viện sứ lùi lại khoảng 10 bước, cũng chỉ lùi lại khoảng 10 bước. Khi Diệp Huyên định tiếp tục ra tay, lòng bàn tay của tả viện sứ bỗng nhẹ nhàng trưởng về phía trước. Ầm. Diệp Huyên lập tức bị đánh văng, vách núi cách đó trăm trượng rung chuyển dữ dội, trên vách núi xuất hiện một lỗ thủng màu đen, lỗ thủng này sâu khoảng mấy chục trượng, mà nguyên nhân tạo ra lỗ thủng chính là Diệp Huyên. Tả viện sứ cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, lòng bàn tay ông ta đã bị rách, máu túa ra ngoài. Tả viện sứ hơi suy tư, ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên đã văng ra xa, hai mắt nheo lại, trong mắt chợt lóe tia sáng lạnh, ngươi nhất định phải chết mới được. Ở phía xa, Diệp Huyên ngồi bệt dưới đất, kiếm liên tú trong tay hắn đã bị gãy, máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng hắn. Lần này hắn không chỉ bị thương nặng, kiếm bị hủy đồng nghĩa với việc không có đan điền, hắn bây giờ ngay cả một võ giả bình thường cũng không bằng. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên hắn bị thương nặng như vậy. Lúc này hắn nghĩ tới rất nhiều người. Muội muội, Tiểu An, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch, Lăng Hàn, Dạ Ly, Khương Cửu. Nơi xa, ông lão gầy gò sau lưng tả viện sứ đột nhiên lên tiếng, giết hắn rồi đi tìm sư tôn của hắn. Tả viện sứ gật đầu, ông ta đang định ra tay thì lúc này, một cô gái mặc váy trắng chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Cô gái váy trắng chắp hai tay sau lưng, nàng ấy nhìn Diệp Huyên đang ngồi bệt dưới đất có trách ta không? Diệp Huyên lắc đầu, không trách. Cô gái váy trắng đang định nói tiếp thì tả viện sứ ở phía sau bỗng lên tiếng, cứ tưởng rằng ngươi muốn làm rùa đen rút đầu, không xuất. Đúng lúc này, cô gái váy trắng rứt một sợi tóc, xoay người lại phóng ra. Cách đó 10 trượng, giọng tả viện sứ im bặt, vì sợi tóc kia đã xuyên qua giữa hai đầu lông mày của ông ta. Cô gái váy trắng quay người nhìn tả viện sứ, ta đã cho ngươi nói chuyện chưa? Mọi người! Chương 401, đó là chuyện của hàng trăm nghìn năm trước rồi. Xung quanh yên tĩnh như chết. Tả viện sứ trợn tròn hai mắt, vẻ mặt không thể tin được. Ông ta vẫn chưa chết, nhưng giờ phút này sự sống trong cơ thể ông ta đang tan biến với tốc độ cực nhanh, không chỉ vậy, ông ta hoàn toàn không thể nhúc nhích. Ông ta bị khóa chặt, không phải cơ thể mà là linh hồn. Lúc này sự sống và linh hồn trong cơ thể ông ta đang dần tan biến với tốc độ cực nhanh. Không lâu sau đó, trên thế giới này không còn người như ông ta, chẳng những thế, có lẽ ngay cả kiếp sau ông ta cũng không có. Người chết có luân hồi và đầu thai, nhưng tiền đề của tất cả những điều này là phải có dấu ấn linh hồn. Mà sợi tóc này cực kỳ có khả năng xóa mất dấu ấn linh hồn của ông ta. Trong tình huống bình thường, dấu ấn linh hồn sẽ được sự phù hộ của thiên địa luân hồi, người chết như đèn tắt, nhưng dấu ấn linh hồn không thể nào xóa được, ngay cả ông ta. Nên nói rằng, trong số những người ông ta quen biết, không ai có cách xóa dấu ấn linh hồn. Mà người phụ nữ trước mặt này rất có khả năng sẽ làm được. Đây chắc chắn không phải kiếm tiên, hoặc nói không phải kiếm tiên đơn giản. Giờ phút này, trong lòng tả viện sứ sợ hãi gần chết. Ông ta biết, học viện thương mục đã đánh giá thấp thực lực của cô gái bí ẩn trước mặt này. Không chỉ tả viện sứ, lúc này đám người ông lão gầy gò bên cạnh cũng kinh ngạc đến mức ngây người. Một sợi tóc đã có thể khóa chặt tả viện sứ. Đây là phương pháp gì? Đám người ông lão gầy gò nhìn chằm chằm vào cô gái bí ẩn, ai cũng cực kỳ phòng bị như gặp địch mạnh. Cô gái bí ẩn không quan tâm đám người ông lão gầy gò, mà xoay người nhìn về phía Diệp Huyên cảm thấy thế nào? Diệp Huyên cười khổ, cảm thấy thế nào? Giờ đây hắn cảm thấy mình đã hoàn toàn tàn phế. Kiếm bị hủy đồng nghĩa với việc đan điền bị hủy, hắn bây giờ như một người bình thường. Thậm chí không phải võ giả. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn cô gái bí ẩn, hắn muốn xem thử cô gái bí ẩn trông thế nào, nhưng tiếc là hắn không thể nhìn thấy diện mạo của cô gái bí ẩn, mà cô gái bí ẩn đang đứng trước mặt hắn, nhưng hắn lại không nhìn thấy. Cô gái bí ẩn lạnh nhạt hỏi, có biết tại sao ta lại bảo ngươi đến lấy kiếm không? Diệp Huyên nghĩ ngợi, sau đó đáp, người mạnh, kiếm mạnh. Cô gái bí ẩn khẽ gật đầu, ngươi có thể nghĩ tới đây coi như tạm được. Nhưng bảo ngươi đến lấy kiếm còn một hàm ý khác, về lý do tại sao thì ngươi tự nghĩ đi. Diệp Huyên cười khổ, tiền bối,
ta đã tàn phế. Tàn phế. Cô gái bí ẩn cười khẩy, tàn phế là gì? Không còn đan điền kiếm, ngươi không phải là kiếm tu. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi hỏi, ta còn cứu được không? Cô gái bí ẩn lạnh lùng đáp không, ngươi hết thuốc chữa rồi, chờ chết đi. Diệp Huyên. Cô gái bí ẩn không nói với Diệp Huyên nữa mà quay người đi về phía đám người ông lão gầy gò. Sau lưng nàng ấy, Diệp Huyên hơi cúi đầu suy tư, lúc này trong đầu hắn chỉ có một câu. Không còn đan điền kiếm, hắn cũng không phải là kiếm tu nữa ư. Diệp Huyên rơi vào suy tư. Còn cô gái váy trắng đã bước đến trước mặt đám người ông lão gầy gò, ông ta nhìn chằm chằm vào cô gái váy trắng, các hạ không phải kiếm tiên. Kiếm tiên. Cô gái váy trắng nở nụ cười mỉa mai, đó là chuyện của hàng trăm nghìn năm trước rồi. Ông lão gầy gò nhìn cô gái váy trắng, tay phải nắm chặt gậy trống trong tay, vẻ mặt ông ta vô cùng bình tĩnh, trong mắt không có chút gợn sóng, nhưng trong lòng đã như sóng to gió lớn. Hàng trăm nghìn năm trước, có ai có thể sống lâu như vậy sao? Đấng vô thượng trong truyền thuyết có thể sống lâu vậy không? Rốt cuộc cô gái bí ẩn trước mặt này là ai? Chỉ trong phút chốc, hàng loạt dấu chấm hỏi nảy lên trong đầu ông lão gầy gò với tốc độ ánh sáng. Còn một điều nữa, nếu hàng trăm nghìn năm trước người phụ nữ này đã đạt tới cấp bậc kiếm tiên, vậy bây giờ nàng ấy thuộc cảnh giới gì? Không thể nào. Ông lão gầy gò nheo mắt lại, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, cô muốn hù dọa lão phu. Nói xong, ông ta cầm gậy trống gõ nhẹ xuống mặt đất, tá thiên nhất nhãn. Trong tích tắc, trời đất biến sắc. Cả bầu trời lập tức tối sầm. Mây đen bao trùm trên vùng trời học viện Thương Mộc, trong đám mây đen đó xuất hiện một con mắt đen tuyền, sấm vang chớp giật xung quanh con mắt. Cùng lúc đó, một áp lực vô hình từ trên trời ập xuống, áp lực này mạnh như trời sập. Bên dưới, vô số người hoảng hốt, tất cả bỏ chạy tán loạn. Trước mặt cô gái váy trắng, ông lão gầy gò cười gằn, cô gái, hãy nhìn bản lĩnh của lão phu. Dứt lời, ông ta cầm gậy chống chỉ lên trời. Con mắt to trên bầu trời đột nhiên nhìn xuống, tầm mắt vừa khéo nhìn vào cô gái váy trắng. Ngay sau đó, một tia sấm sét đánh xuống từ trong con mắt đen, khi tia sét này xuất hiện trên bầu trời, mặt đất lập tức rung chuyển. Bản lĩnh của thần tiên. Một số người hoảng sợ nhìn tia sét trên bầu trời, bản lĩnh này đã vượt xa phạm vi khả năng của người thường. Đây là bản lĩnh của thần tiên. Vị kiếm tiên kia có thể chống cự được không? Họ lần lượt nhìn về phía cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng chắp tay trái sau lưng, hai ngón tay phải kẹp lấy một lọn tóc của mình, sau đó trượt xuống dọc theo lọn tóc. Khi tia sét kia chỉ còn cách đầu nàng ấy vài trượng, ngón tay nàng ấy lập tức chỉ lên trời. Một sợi tóc phóng lên tận trời. Trong mắt của vô số người, tia sét kia đột nhiên bắt đầu dập tắt từng khúc, gần như chưa đầy một hơi thở, tia sét này đã hoàn toàn biến mất trên không trung, mà sợi tóc kia vẫn chưa dừng lại, tiếp tục bay thẳng lên trời. Ở phía chân trời, con mắt lớn nổ tung rồi biến mất. Chương 402, thế giới này, nhìn chán rồi. Chân trời trở lại bình thường. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Ông lão gầy gò tái mặt, đờ đẫn nhìn không trung như mất hồn, sao có thể? Sao có thể? Một sợi tóc tiêu diệt phép thuật của ông ta. Giờ phút này, đầu óc ông lão gầy gò đã trống rỗng. Mà 11 người sau lưng ông ta cũng có vẻ mặt khó tin. Đặc biệt là Tả viện sứ vẫn chưa ngã xuống cách đó không xa, lúc này ông ta như bị sét đánh. Bởi vì đó hoàn toàn không phải việc kiếm tiên có thể làm. Không phải kiếm tiên. Trên kiếm tiên. Hai tay Tả viện sứ bắt đầu run rẩy. Phía dưới, cô gái váy trắng không tiếp tục ra tay mà xoay người đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ấy nhìn xuống Diệp Huyên, đã nghĩ ra chưa? Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn cô gái váy trắng, cho ta thêm chút thời gian, được chứ? Cô gái váy trắng khẽ gật đầu, được. Dứt lời, nàng ấy quay người, mà lúc này, ông lão gầy gò cách đó không xa bỗng lên tiếng, các hạ hoàn toàn không phải kiếm tiên, cô. Đúng lúc này, giọng nói của ông lão gầy gò im bặt, bởi vì một sợi tóc đã đâm vào giữa hai đầu lông mày của ông ta từ lúc nào chẳng hay. Cũng giống Tả viện sứ, bây giờ ông lão gầy gò cũng không thể động đậy. Không có một chút sức đánh trả. Cô gái váy trắng nhẹ nhàng chỉ tay vào ông lão gầy gò, ta đã cho ngươi nói chuyện chưa? Ông lão gầy gò sợ hãi nhìn cô gái váy trắng, giờ đây ông ta đã vô cùng kinh hãi. Cô gái váy trắng trước mắt này hoàn toàn không phải kiếm tiên, thậm chí có thể là một đấng vô thượng trong truyền thuyết.
Nghĩ tới điều này, mặt ông lão gầy gò trắng bệch như giấy. Xong rồi. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu ông ta. Cô gái váy trắng không để ý ông lão gầy gò mà nhìn về phía 11 người cách đó không xa. Thấy vậy, 11 người kia hoảng sợ, họ định chạy trốn thì lúc này, cô gái váy trắng khép ngón cái tay phải và ngón trỏ vào nhau, sau đó gỡ ra, một tia kiếm mang từ giữa hai ngón tay bắn ra nhanh như điện. Phía xa, 11 người chạy trốn lần lượt bay đầu. Chỉ trong tích tắc, cả 11 người đều ngã xuống. Không chừa một ai. Một phát giết chết tất cả. Cô gái váy trắng xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, nghĩ ra chưa? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái váy trắng bước đến trước mặt Diệp Huyên, nói. Diệp Huyên trả lời, thứ mà kiếm tu tu là một loại đạo, một loại lý niệm, một loại tín niệm chứ không phải huyền khí gì đó, vậy nên dù không có đan điền, ta cũng là một kiếm tu. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên không nói gì. Diệp Huyên hơi dè dặt hỏi, có nói sai không? Cô gái váy trắng lạnh nhạt nói, ngươi không ngu ngốc như ta tưởng. Diệp Huyên. Cô gái váy trắng vẫy nhẹ tay, mảnh vỡ của kiếm liên tú bên cạnh Diệp Huyên lập tức bay vào tay nàng ấy, nhìn đống mảnh vỡ đó, tay nàng ấy nhẹ nhàng lướt qua, chỉ chốc lát kiếm liên tú khôi phục lại như thường. Nàng ấy cầm kiếm liên tú vỗ nhẹ vào vai Diệp Huyên, đây là lần cuối cùng ta giúp ngươi. Sau hôm nay, mọi chuyện trong tương lai đều do ngươi tự đối mặt. Bây giờ ngươi cũng nên học cách tự trưởng thành. Dứt lời, nàng ấy gập ngón tay, kiếm liên tú bay thẳng vào cơ thể Diệp Huyên. Cô gái váy trắng xoay người đi tới trước mặt Tả Viện Sứ, Tả Viện Sứ đang định nói thì sợi tóc giữa hai đầu lông mày ông ta đột nhiên xuyên thủng qua. Vèo! Toàn thân Tả Viện Sứ bắt đầu biến mất. Tả Viện Sứ nhìn cô gái váy trắng một cách sợ hãi, nhưng bất kể ông ta có làm gì đi nữa thì cũng vô ích, ông ta chỉ có thể cảm nhận mình dần dần biến mất khỏi thế giới này. Không chỉ Tả Viện Sứ, ông lão gầy gò bên cạnh ông ta cũng đang dần dần biến mất. Ông lão gầy gò không dãy giụa, ông ta nhìn cô gái váy trắng chằm chằm, các hạ, rốt cuộc cô mạnh đến mức nào, có thể giải thích nghi hoặc cho ta không? Cô gái váy trắng bước về phía ông lão gầy gò, trong mắt ngươi, ai là người mạnh nhất? Ông lão gầy gò nhìn thẳng vào cô gái váy trắng, cảnh giới vô thượng, chưa từng có ai ở thanh thương giới đạt đến cảnh giới đó. Cô gái váy trắng khẽ gật đầu, với ta mà nói chỉ như một con kiến hôi. Ông lão gầy gò ngây người. Mãi đến khi ông ta hoàn toàn biến mất, ánh mắt ông ta vẫn đờ đẫn. Cảnh giới vô thượng, như con kiến hôi. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trên không trung. Người hộ giới. Ông lão nhìn chằm chằm vào cô gái váy trắng, vì sao các hạ lại đến Thanh Châu, cô? Cô gái váy trắng cũng chỉ lên trời. Vèo. Một sợi tóc xuyên thẳng qua giữa hai đầu lông mày của ông lão, cơ thể ông lão cứng đờ giữa không trung. Trên không trung, ông lão kinh hãi nhìn cô gái váy trắng cô dám giết người hộ giới, cô. Cô gái váy trắng liếc nhìn ông lão, nào, gọi người đi. Ông lão không chút do dự bóp nát một viên đá truyền âm. Giết người hộ giới. Bao nhiêu năm rồi không ai dám làm vậy. Đừng nói là Thanh Châu, ngay cả Trung Thổ Thần Châu cũng không ai dám làm như thế. Cô gái váy trắng không để ý ông lão mà quay đầu nhìn xung quanh, một lát sau. Nàng ấy lắc đầu thế giới này, nhìn chán rồi. Nói xong, nàng ấy nhìn về phía Diệp Huyên, dạy cho ngươi một chiêu kiếm pháp từ trên trời rơi xuống. Dứt lời, ngón tay nàng ấy gảy nhẹ, ngay sau đó kiếm liên tú trong cơ thể Diệp Huyên bay thẳng lên trời, đến tận không trung. Kiếm bắt đầu từ từ rơi xuống, trong tích tắc cả chân trời dần mờ đi, không chỉ vậy, mặt đất cũng bắt đầu nứt toác từng khúc, vô số ngọn núi sụp đổ. Chương 403, có thể đỡ một kiếm của ta không? Tận thế. Khi thanh kiếm liên tú này chậm rãi rơi xuống từ trên không trung, tất cả mọi người đều cảm nhận được hơi thở của tận thế. Nếu để thanh kiếm kia rơi xuống, có lẽ cả Thanh Châu đều sẽ sụp đổ, không chỉ có Thanh Châu, e rằng cả thanh thương giới cũng biến mất luôn. Muốn hủy diệt thế giới. Lúc này, vô số người xung quanh vô cùng kinh hãi. Đặc biệt là ông lão hộ giới trong không trung. Lúc này đầu óc ông ta đã trống rỗng, một chiêu kiếm làm sụp đổ một giới, đây là cao thủ thế nào mới có thể làm được chứ? Đây còn là người sao? Diệp Huyên đứng bên dưới cũng ngơ ngác, vì hắn không ngờ cô gái bí ẩn thật sự muốn làm sụp đổ thế giới này. Chơi lớn quá rồi. Diệp Huyên vội đứng lên, chạy tới sau lưng nàng ấy, tiền bối, người nhất định phải tỉnh táo. Bình tĩnh, đương nhiên hắn không muốn nơi này bị hủy diệt,
nếu nơi này bị hủy diệt, Khương Quốc ở Thanh Châu phải làm sao đây? Mặt cô gái váy trắng không chút cảm xúc, bình tĩnh cái gì, cái nơi nhỏ bé này lại năm lần bảy lượt mang đến phiền phức cho ta, làm phiền giấc ngủ của ta, đúng là đáng chết. Nàng ấy vừa dứt lời, kiếm liên tú lại rơi xuống thêm một dượng, trong nháy mắt, cả học viện Thương Mộc lập tức biến thành tro bụi, không những thế, lúc này, những ngọn núi cao xung quanh học viện Thương Mộc cũng bắt đầu đổ nát. Cảm nhận được điều này, Diệp Huyên thầm thấy hoảng sợ, hắn vội nói, tiền bối, không phải người muốn tìm người sao? Nếu người kia ở dưới này, người chém xuống một kiếm khiến nơi này sụp đổ, vậy chẳng phải người kia cũng sẽ diệt vong cùng nó sao? Nghe vậy, cô gái nhíu chặt mày, một lát sau, nàng ấy nhìn một vòng xung quanh, cái nhìn này thật ra đã nhìn khắp Thanh Châu. Một lát sau, nàng ấy nhìn vào Diệp Huyên, cứ nhìn như thế mà không nói gì. Dù Diệp Huyên không nhìn thấy khuôn mặt của cô gái váy trắng, nhưng lúc này hắn có thể cảm nhận được nàng ấy đang nhìn mình. Diệp Huyên bị nhìn mà thấy da đầu tê dại, đối mặt với cô gái váy trắng này, hắn không muốn gây chuyện, cũng không muốn ăn đòn, cô gái này đánh người khác thật sự rất đau. Một lúc sau, cô gái váy trắng từ từ nhắm mắt, chuôi kiếm liên tú trên không trung cũng dừng lại, không rơi xuống nữa. Tất cả mọi người xung quanh đều run lẩy bẩy, không dám thở mạnh. Bầu không khí như thế kéo dài khoảng một khắc, sau đó, cô gái váy trắng đột nhiên chỉ vào Diệp Huyên, nể mặt ngươi đấy. Nói xong, nàng ấy chỉ nhẹ một cái vào Diệp Huyên. Kiếm liên tú trên không trung đi thẳng vào người hắn. Diệp Huyên lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn ngồi sụi lơ dưới đất, lau mồ hôi lạnh trên trán, ngay cả bản thân cũng hơi khó tin, không ngờ ông đây vừa cứu vớt toàn thế giới. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên rung lên, trong ánh mắt của vô số người, chân trời đột nhiên nứt ra, sau đó, một người đàn ông xuất hiện từ trong đó, gã ta nhìn xuống dưới. Nhìn vào ông lão bị cô gái bị ẩn giữ trên không trung bằng một sợi tóc. Lúc nhìn thấy ông lão, người đàn ông trung niên hơi nhíu mày, sau đó, gã ta nhìn sang cô gái bí ẩn. Ông lão đột nhiên hét to, đi mau. Ông ta không biết rốt cuộc cô gái bí ẩn là cảnh giới gì, nhưng ông ta biết mình và người đàn ông trung niên hoàn toàn đấu không lại nàng ấy. Người đàn ông trung niên đang muốn lên tiếng, lúc này, cô gái bí ẩn đột nhiên kẹp một sợi tóc trong tay. Một giây sau, một tia kiếm quang phóng lên trời. Trong kiếm quang là một sợi tóc. Trong không trung, sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức thay đổi, gã ta chắp hai tay, đè xuống dưới. Trong nháy mắt, cả chân trời không ngừng rung lên, không gian cũng vì thế mà vặn vẹo, tạo thành một vòng xoáy kỳ lạ. Nhưng mái tóc kia lại xuyên thẳng qua vòng xoáy đó, cũng có thể nói là mái tóc và vòng xoáy không gian kia hoàn toàn không ở cùng một không gian. Phập. Trong ánh mắt sợ hãi của người đàn ông trung niên, sợi tóc xuyên thủng qua giữa lông mày của gã ta. Cả chân trời thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Cô gái váy trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm nàng ấy, ta là người hộ giới, tôn trọng thiên đạo, cung kính chư thần, canh giữ cửu châu thập giới, bảo vệ nghìn tỷ sinh linh. Cô giết hai người bọn ta nhất định sẽ bị trời trừng phạt, cửu châu thập giới sẽ không tha cho cô. Trời trừng phạt. Cô gái váy trắng nở nụ cười châm chọc, nàng ấy nhìn người đàn ông trung niên như đang nhìn một con kiến, trên đời này có trời dám phạt ta sao? Nếu không phải nơi này có người ta muốn tìm, thiên đạo cái gì, chư thần cái gì, cửu châu thập giới cái gì, nghìn tỷ sinh linh cái gì, một chiêu kiếm của ta là có thể tiêu diệt rồi. Ngông cuồng! Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm cô gái váy trắng, gào thét như dã thú, cô không kính trọng thiên đạo, không kính trọng chư thần, sau này nhất định sẽ bị... Người đàn ông đột nhiên im bặt, vì đầu gã ta đã bay ra ngoài. Nhìn cái đầu máu chảy đầm đìa kia, sắc mặt cô gái váy trắng không chút cảm xúc, run rế ngu ngốc, dù là thiên đạo chư thần trong miệng ngươi cũng phải kính nể ta đây, nếu không, ta bảo bọn họ chết, bọn họ cũng phải chết. Nói xong, nàng ấy hơi nghiêng đầu nhìn ông lão sắp chết cách đó không xa, nào, gọi người đi, gọi tiếp đi. Nhưng đừng gọi đám vô dụng như ông, lãng phí kiếm khí của ta. Gọi thiên đạo chư thần trong miệng gã ta đến đây, xem bọn họ có thể đỡ được một kiếm của ta không. Ông lão nhìn cô gái bí ẩn, không nói gì, cũng không tiếp tục gọi người nữa, vì có gọi cũng chỉ là gọi đến tìm chết mà thôi. Cứ thế, ông lão chậm rãi tiêu vong, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời. Cô gái bí ẩn ngẩng đầu nhìn lên cuối chân trời, nàng ấy chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt hờ hững. Diệp Huyên đứng ở chỗ không xa sau lưng nàng ấy, lúc này hắn hơi dè dặt,
vì hắn phát hiện kiếm tiên tỷ tỷ này trông không hề giống người tốt, động một tí đã muốn hủy diệt cả thế giới rồi. Tính tình thật sự quá nóng này. Lúc này, cô gái bí ẩn từ từ nhắm mắt lại, một lúc lâu sau đó, nàng ấy nói khẽ, 13.000 năm, 21 người đều không phải ngươi, bây giờ ta cũng không biết có phải ngươi hay không nữa rồi, nhưng dù là tỷ lệ một phần vạn, ta vẫn sẽ không bỏ cuộc. Tiền bối. Chương 404, ta có thể cứu hắn. Diệp Huyên đi tới sau lưng cô gái bí ẩn, đang định lên tiếng, nàng ấy đột nhiên nói, kiếm ý của ngươi là kiếm ý thiện ác, kiếm ý này nhất niệm thiện, muôn sông nghìn núi, có thể có được sự giúp đỡ của nhân linh trong thiên địa, nhất niệm ác bãi bể nương dâu, có thể tiêu diệt chúng sinh. Thiện niệm chi đạo vô cùng phức tạp, khó mà thấu triệt. Người tốt có thể là ác, người xấu cũng có thể là thiện, phân biệt ra sao đều do bản tâm. Diệp Huyên suy nghĩ tỉ mỉ những lời cô gái bí ẩn nói, sau đó cúi người, đã hiểu. Cô gái chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyên, hai người đứng rất gần nhau, nhưng Diệp Huyên vẫn không thể thấy rõ khuôn mặt của nàng ấy. Cô gái bí ẩn lại nói, sau hôm nay, mọi chuyện trong tương lai đều cần ngươi tự đối mặt. Con đường của kiếm tu là phải tự mình đi, không phải do người khác trải sẵn. Diệp Huyên cúi người thật thấp, ta xin nhớ kỹ lời dạy của tiền bối. Cô gái gật nhẹ đầu, đợi sau khi ngươi hồi phục phải nhanh chóng đi tìm đạo tắc thứ hai, cái tháp cũ nát kia có tổng cộng 9 đạo tắc, 6 đạo tắc trong đó nằm ở thanh thương giới, ngươi phải mau chóng thu thập 6 đạo tắc này, đồng thời đạt đến vạn pháp cảnh. Không chỉ có thế, còn cần đạt đến cấp độ kiếm hoàng. Chỉ có như vậy, sau này lúc giới này gặp họa, ngươi mới có thể tự bảo vệ mình. Giới này gặp họa, Diệp Huyên hơi khó hiểu. Nàng ấy gật đầu, lúc trước ta nhìn lên tinh không. Giới này có một hơi thở cực kỳ tà ác, hơi thở này đang rình rập nơi đây, đồng thời còn đang không ngừng nuốt chửng bản nguyên của giới này. Nhưng nó hành động rất bí mật, vì thế người của giới này không hề phát hiện ra. Theo ta suy đoán, chẳng bao lâu nữa nó sẽ có thể mượn bản nguyên của giới này đột phá bản thân, khi đó giới này sẽ gặp họa lớn. Sắc mặt Diệp Huyên hơi thay đổi, mạnh lắm sao? Cô gái bí ẩn ngẩng đầu nói nhỏ, đúng là rất mạnh với người của giới này. Diệp Huyên vội vàng hỏi, vậy với tiền bối thì sao? Chỉ bằng run rế, giọng điệu của cô gái cực kỳ bình tĩnh. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói tiền bối, vậy người ra một chiêu kiếm tiêu diệt nó đi. Nàng ấy nhìn Diệp Huyên, ta không tiêu diệt giới này đã vô cùng tốt bụng rồi. Cứu thế, chỉ cần nó không trêu vào ta, sống chết của nghìn tỷ sinh linh trên giới này có liên quan gì đến ta chứ? Diệp Huyên. Cô gái bí ẩn đột nhiên hỏi, muốn cứu vớt thế giới à? Diệp Huyên lắc đầu, cứu vớt thế giới. Hắn cũng không có vĩ đại như vậy, hắn chỉ muốn bảo vệ người bên cạnh mình, còn cứu vớt thế giới, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cô gái đi đến trước mặt Diệp Huyên, năng lực thế nào thì làm chuyện thế đấy, nhận rõ bản thân rất quan trọng. Trong vòng một năm, nếu ngươi không tìm thấy đạo tắc thứ hai, ngươi sẽ trở thành một khách qua đường của tháp này. Nói xong. Nàng ấy cứ thế biến mất không còn tăm hơi. Về tháp rồi. Diệp Huyên lắc đầu thở dài, phải đi đâu tìm đạo tắc thứ hai đây? Không có chút manh mối nào cả. Cả vị đại thần ở tầng hai kia nữa, không biết đã đi lang thang ở đâu rồi. Lang thang cũng không sao hết, nhưng có thể mang theo đạo tắc về không vậy? Đạo tắc. Nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Huyên đột nhiên thay đổi, sau đó, hắn la lên một tiếng thảm thiết. Ngã thẳng xuống đất, đau đớn co người lại. Phản phệ. Đến rồi. Lại đến nữa rồi. Bây giờ không còn đạo tắc chấn áp, một mình hắn phải chịu tất cả phản phệ, cảm giác đó thật sự là đau đến mức không muốn sống nữa. Diệp Huyên hắn không sợ chết, nhưng hắn thật sự hơi sợ phản phệ thế này. Lúc này, Thác Bà Tiểu Yêu đi đến, nhìn Diệp Huyên dưới đất, nàng ta cau mày, lo lắng hỏi kiếm tu, ngươi không sao chứ? Diệp Huyên không trả lời, lúc này hắn đã không thể trả lời được nữa rồi, ý thức cũng hơi mơ hồ. Thác Bà Tiểu Yêu lấy búa đinh ra, nàng ta hơi do dự kiếm tu, hay là ta đánh ngất ngươi nhé? Đánh ngất rồi sẽ hết đau, nhưng mà, ta sợ sẽ đánh chết ngươi mất. Diệp Huyên. Vào lúc Thác Bà Tiểu Yêu còn đang do dự, một cô gái đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, chính là Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý nhìn Diệp Huyên dưới đất. Nở nụ cười kỳ lạ. Thác Bà Tiểu Yêu nhìn Liên Vạn Lý, có chuyện gì à? Liên Vạn Lý chỉ Diệp Huyên dưới đất, ta có thể cứu hắn. Thác Bà Tiểu Yêu chớp mắt, hơi mừng rõ, thật sao?
Liên Vạn Lý gật đầu, cực kỳ nghiêm túc nói thật. Cứ như thế, Thác Bạt Tiểu Yêu và Liên Vạn Lý mỗi người kéo một chân của Diệp Huyên đi về phía xa. Lúc trước vì bị Tả Viện Sứ đánh bay, quần áo trên người Diệp Huyên đã rách nát hết, đặc biệt là giữa hai chân đã không còn gì nữa, cứ thế lộ ra trong không khí. Trên đường, Thác Bạt Tiểu Yêu chỉ vào giữa hai chân Diệp Huyên, ngạc nhiên hỏi, đó là cái gì? Sao ta không có? Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua, tỏ vẻ khinh thường, đó là ngọn nguồn của tội ác, nam nhân không có thứ này sẽ không thể làm chuyện xấu với nữ tử chúng ta. Thác Bạt Tiểu Yêu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, kiếm tu này làm người không tệ, là bạn của ta, hay là chúng ta loại bỏ thứ xấu xa này giúp hắn nhé? Liên Vạn Lý gật đầu, được. Thác Bạt Tiểu Yêu quay đầu nhìn Diệp Huyên đang nửa tỉnh nửa mê, kiếm tu, nhịn một chút nhé. Dứt lời, nàng ta cầm búa đập xuống giữa hai chân Diệp Huyên. Bụp! Như có thứ gì đó vỡ ra. Chương 405, Liên minh hộ giới. Trong lúc mơ màng, Diệp Huyên cảm thấy thân dưới truyền đến cảm giác đau đớn như có thứ gì vỡ ra, nhưng hắn không để tâm được nhiều như thế nữa, vì ý thức của hắn đã ngày càng mơ hồ rồi. Cứ thế, hai người Thác Bạt Tiểu Yêu và Liên Vạn Lý kéo chân hắn đi về phía xa. Dọc đường. Rất rõ ràng Thác Bạt Tiểu Yêu là một người rảnh rỗi sinh nông nối, nàng ta quay đầu nhìn chỗ nào đó của Diệp Huyên, Liên tỷ, ta tiêu diệt ngọn nguồn tội ác giúp hắn, tỷ thấy hắn sẽ cảm ơn chúng ta chứ. Liên Vạn Lý trước mắt, trông rất hoạt bát, có lẽ là không đâu. Vì sao? Thác Bạt Tiểu Yêu vô cùng khó hiểu, ta đã giúp hắn đấy. Liên Vạn Lý ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói Tiểu Yêu, dù thứ kia là ngọn nguồn tội ác của nam nhân, nhưng cũng là thứ giúp nam nhân vui sướng, ngươi tiêu diệt ngọn nguồn tội ác của hắn cũng là hủy đi, hạnh phúc, sau này của hắn. Cho nên có lẽ hắn sẽ không cảm ơn ngươi đâu. Thác Bạt Tiểu Yêu bĩu môi, thứ làm vui sướng cái gì, ta không có thứ xấu xí kia, không phải vẫn rất hạnh phúc sao? Liên Vạn Lý ngẫm nghĩ một lát rồi nói, thật ra ngươi nói cũng có lý. Nhận được sự tán thành, Thác Bạt Tiểu Yêu rất vui vẻ, Liên tỷ, hay là chúng ta tiêu diệt ngọn nguồn tội ác của tất cả nam nhân đi. Liên Vạn Lý suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói, suy nghĩ này hay đấy, nhưng khá khó thực hiện, bàn bạc kỹ càng lại đã. Thác Bạt Tiểu Yêu chỉ vào đầu mình, như nghĩ đến điều gì, vẻ mặt nàng ta chợt trở nên hơi nghiêm túc, Liên tỷ, tỷ thấy tỷ tỷ mặc váy trắng khi nãy không? Liên Vạn Lý gật đầu, vẻ mặt cũng dần nghiêm nghị hơn. Trong mắt Thác Bạt Tiểu Yêu lộ vẻ sùng bái và tôn kính, tỷ tỷ kia rất lợi hại, có lẽ cha ta đánh không lại, cả đại bá ta cũng thế. Nhưng có lẽ ta có thể thử xem. Liên Vạn Lý nghe mà trợn mắt há mồm. Lúc này, Thác Bạt Tiểu Yêu lại nói, cha ta nói rồi, đánh không thắng không sao cả, nhưng không thể mất mặt, cho nên đánh không thắng ta cũng phải nói đánh thắng, dù sao ta cũng không đấu với nàng ấy, ai biết được ta có đánh thắng hay không chứ. Liên Vạn Lý nhẹ giọng nói, hình như có lý đấy. Cứ thế, hai cô gái kéo Diệp Huyên từ từ đi khuất. Mà bây giờ, Học viện Thương Mộc đã trở thành một đống đổ nát. Học viện Thương Mộc bị tiêu diệt, mười mấy cao thủ hàng đầu bị giết chết, ngay cả hai người hộ giới cũng ngã xuống, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc như thế. Vì linh khí của cả địa giới Thanh Châu đang biến mất với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, không chỉ có Thanh Châu, Thanh Thương giới cũng phải chịu ảnh hưởng nhất định. Mà Thanh Châu là nghiêm trọng nhất, vì bản nguyên của nó đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi. Dù chiêu kiếm đó của cô gái bí ẩn vẫn chưa hoàn toàn chém xuống, nhưng Thanh Châu vẫn không thể chịu được sức mạnh của nó. Linh khí là nền tảng của một thế giới, mà mỗi một thế giới đều có bản nguyên của mình. Người hộ giới là người bảo vệ bản nguyên, không cho bản nguyên của thế giới bị cao thủ phá hoại. Mà bây giờ, bản nguyên của Thanh Châu đã bị tổn thương nghiêm trọng, chuyện này có nghĩa là chẳng bao lâu nữa, Thanh Châu cũng sẽ biến thành một vùng hoang vu. Đối với Thanh Châu, đây thật sự xem như đến ngày tận thế rồi, phải nói rằng đây là một tai họa với cả Thanh Thương giới. Trên bầu trời của Học viện Thương Mộc, nay đã trở thành đống đổ nát, một người đàn ông trung niên đột nhiên đi ra từ một không gian, gã ta nhìn xuống dưới, một lát sau, gã ta nhíu chặt mày, trong mắt đầy sự lo lắng. Một ông lão xuất hiện ở chỗ cách người đàn ông trung niên không xa. Ông ta nhìn người đàn ông trung niên, không ngờ Lục Tôn Chủ lại đích thân đến Thanh Châu. Lục Tôn Chủ hộ giới của Thanh Thương giới, thực lực ít nhất có thể nằm trong 5 vị trí đầu ở cả Trung Thổ Thần Châu, đương nhiên điều này vẫn chưa phải là quan trọng nhất là thân phận của gã ta, Tôn Chủ hộ giới, tất cả người hộ giới của Thanh Thương giới đều do gã ta quản lý.
Người hộ giới vốn dĩ đã là một tồn tại không tầm thường ở cả thanh thương giới, mà tôn chủ hộ giới còn là người không tầm thường trong những người không tầm thường. Ở trung thổ thần châu, ngoài một vài thế lực và người đặc biệt, không ai dám không nể mặt người hộ giới cả. Nói một cách đơn giản là người hộ giới giống như chính phủ vậy. Lục tôn chủ nhìn về phía ông lão, Lê Khanh viện trưởng, học viện thương mộc của ông trả giá đắt mời 12 thuật sĩ của vu giới đến lại có kết cục thế này, có cảm giác gì? Vẻ mặt ông lão không chút cảm xúc, chịu thua thôi. Chịu thua. Lục tôn chủ nhẹ giọng nói, lần này kiếm tu kia dùng một chiêu kiếm làm trọng thương bản nguyên của thanh thương giới, đặc biệt là linh khí ở thanh châu này đang biến mất với tốc độ cực nhanh, chẳng bao lâu nữa, linh khí sẽ hoàn toàn mất hết. Chuyện này suy cho cùng cũng do học viện thương mộc của ông mà ra, ông không có suy nghĩ gì sao? Lê Khanh cười khẽ, lục tôn chủ là muốn học viện thương mộc ta chịu trách nhiệm à? Vẻ mặt lục tôn chủ không chút cảm xúc, Lê viện trưởng, không phải ông không biết quy tắc của thanh thương giới này, ở thanh châu nho nhỏ này, cao thủ vạn pháp cảnh có thể ra tay, nhưng không thể phá hoại linh khí và bản nguyên của nó, mà học viện thương mộc các ông lại mời 12 vị trên ngự pháp cảnh đến thanh châu. Việc làm này đã vi phạm nghiêm trọng rồi. Lê Khanh híp hai mắt lại, lục tôn chủ, 12 thuật sĩ này vào Thanh Châu, hình như người hộ giới của ngươi cũng không ngăn cản. Lục tôn chủ cười khẩy, người hộ giới của ta không ngăn cản thì học viện thương mộc ông có thể tùy tiện vi phạm à. Ánh mắt Lê Khanh dần trở nên lạnh lẽo, lục tôn chủ, hình như ngươi quên mất một chuyện, người chết là 12 vị thuật sĩ và tả viện sứ của học viện thương mộc ta. Còn người phá hoại linh khí bản nguyên của nơi này là nữ tư kiếm tu kia, nàng ta mới là kẻ gây ra. Lục tôn chủ nhìn Lê Khanh một cái, nữ tử kia không cần Lê Khanh viện trưởng để tâm, liên minh hộ giới của ta sẽ tự xử lý. Còn học viện thương mộc các người vi phạm thì phải chịu phạt. Lê viện trưởng, giới hạn cho ông trong vòng 3 ngày phải nộp cho liên minh hộ giới 20 tỷ kim tệ, chục nghìn viên tử nguyên tinh, nếu quá kỳ hạn, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong. Không đợi Lê Khanh trả lời, gã ta xoay người biến mất ở chân trời mênh mông. Lê Khanh đứng yên tại chỗ, siết chặt hai tay, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt tràn đầy sát khí và lửa giận. Liên minh hộ giới này rõ ràng là muốn cướp của học viện thương mộc một lần vào lúc bọn họ suy yếu nhất mà. 20 tỷ, 10.000 viên tử nguyên tinh. Khoản phạt này đủ khiến nguyên khí của học viện thương mộc bị ảnh hưởng nặng nề. Tổn thương nguyên khí nghiêm trọng. Có lẽ trong vòng mấy chục năm, học viện thương mộc cũng không thể hồi phục nguyên khí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 19.